ơn là mọi người cắn vỗ tay cầu mồi giùm má con em. Nhưng mà má con em chắc là mọi người lo ngắm sắc đẹp má con em mà quên vỗ tay thôi phải không? Mệt quá má ơi, con mệt quá à. Từ sáng tới bây giờ nha, tôi nhảy nhót qua đây mà không ai hầu hạ tôi hết trơn á trời à. Chắc là nó ngủ ở trỏng rồi à. Tám à, Tám à, Tám. Mày chết dám chết dưới ông trỏng mày phải không? Tám, Tám. Dạ, con mời má ăn breakfast. Trời, cái tướng mày đi á, từ breakfast mà tao ăn chắc thành dinner quá à. Mày ngủ ở trỏng phải không? Hả? Con quỷ, con quỷ cái. Dạ má à, hồi tối hôm qua giờ con đâu có ngủ đâu. Con nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, hốt bụi, lau nhà. Xong rồi ra giường cắt cỏ. Rồi con tỉa mấy cây kiểng thành hình má với em Cám cho má được vui lòng. Mà má biết không, hình của má với em Cám khó khắc dữ lắm. Cái gì? Thì đúng rồi. Mặt hai má con tôi đẹp lạ gì, lấy gì mà hỏi không khó khắc cho được. Đúng không má hả má hả? Quá đúng rồi. Vậy mà cũng nói hoài à. Má à, sao nhà mình có máy bơm nước, má không cho bơm vô hồ bơi. Má kêu con gánh nước vô đầy hồ bơi rồi má không cho em Cám phụ con vậy má. Chị tắm, chị ra đây. Chị ra đây tôi biểu coi. Chị nhìn đi, chiều cao của tôi với chị mâu thuẫn nhau vậy đó. Mà chị bắt tôi gánh nước, tôi gánh nước lấy cái chân tôi cụt. Làm sao tôi đi thi hoa hậu chân dài được hả chị? Má ơi, bữa nay ngoài chợ có bán nồi cơm điện sale. Không mấy má cho con có tiền á, để con mua nồi cơm điện nấu cho lẹ nha má ha. Gì vậy? Nấu nồi cơm điện rảnh đặng ngồi chơi hả bà nội? Dẹp đi. Tôi á, là tôi thích nấu cơm là phải có cháy. Phải nấu bếp than, bếp củi cho tôi. Để tôi nhìn thấy miếng cháy cho tôi vui lòng. Rồi tôi đem dục, cô mới có công chuyện, cô lụm lên cô phơi cho chim nó ăn. Định lười biếng hả con quỷ? Con quỷ. Trời ơi ba ơi, từ ngày ba chết đi tới giờ dì ghẻ xử ác với con quá ba ơi. Trời đất ơi, cái mặt tôi hiền lành nhưng mà nó nói tôi ác à. Trời ơi, cái mặt tôi nhìn vô gương mà tôi còn thấy phúc hậu vậy mà nó nói tôi ác à. Mày không nghe tao nói sao mày? Dân gian có câu hay quá mà, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Tao phải ác chứ, ta phải ác, phải xứng danh hai chữ gì ghê. Ngộ ghê vậy đó hà. Bên Tàu á, đàn ông mà chết vợ lấy thêm một vợ nữa, cái người ta kêu hai chữ thân thương vậy đó hà, kế mẫu. Còn Việt Nam mình cái tự nhiên cái kêu gì ghẻ à. Tôi trắng tươi vậy có ghẻ nào, có biết ghẻ nào đâu. Giận chứ. Má có ghẻ. Sao phản kèo vậy con? Tại vì con tắm chung với má con biết người ghẻ không à. Mà tại vì từ cái ngày có cái dịch vụ tắm trắng, má tắm trắng biết mà lấp cái ghẻ. Nói vậy mới... Hoa hậu người mẫu đó, người ta còn phải tắm trắng, má tắm ghẻ là đúng rồi. Mày chọc tao em ơi. Quỷ. Thôi chị vô chổng đi, đặng lấy gì cho má tôi ăn đi. Cái bà nhảy đành đạch đạch riết, bà đứt gân máu, bà chết tươi giờ đó. Thưa má, con vô trong, chừng nào má cần con á thì con ra nha má nha. Thấy chưa, tôi đang cần nó cái nó vô trong à. Để tôi gào, tôi thét nó cái nó nói tôi gì ghẻ à. Nấu gì cho tôi ăn đó? Dạ mì Ý, spaghetti đó má. Trời ơi, tôi thích ăn mì Ý là tôi khoái hai cái cục meatball. Hai cái cục meatball bự bự tròn tròn vậy nè. Là hai cái cục meatball của tôi đó. Má à, thiệm hỏm con nấu phở bò có hai viên bò viên má không chịu ăn á. Hai viên bò viên có chút xíu sao nhét vô cái họng của tôi? Thôi, tôi thích hai viên mít bò. Bà đi vô bà làm ơn bà lấy cái cục gì bự bự bà nhét ở trong họng má tôi đi. Đặng để bà đứng bà gào riết bà tét cái họng ra bà chết tươi bây giờ đó. Vậy không mấy con bưng vô rồi con bưng món khác cho má ăn nha má. Đi vô chổng đi, lấy cái gì cho má tôi ăn nữa đi. Cái để bà vừa nhảy rồi vừa gào vừa riết à, bà tức tuổi rồi bà chết bà không có ra con người nữa bây giờ đó. Vô. Bà ơi, từ ngày ba chết đi, dì ghẻ xử con ác quá ba ơi. Cha ơi, cha chết đi để lại con trần gian khổ ai. Dì ghẻ bắt con rửa chén lau nhà hút bụi gánh nước cho đầy hồ bơi. Để tắm có mái
lạnh mà bắt tắt luôn đứng quạt thâu đêm cho dì ghé ngủ nên giờ đây con thân xác cao gầy. Sao? Quỷ sao? Gầy đó mà gầy, tướng thịt mỡ không mà gầy gì gầy. Con quỷ không à? Đồ cái thứ con quỷ. Ừ, con dạ, quỷ. Dạ dạ con quỷ, dạ xin lỗi má, con nói con đó là con quỷ chứ má không phải là con quỷ. Má là con khỉ. Ngồi xuống đây đi con. Dạ. À. Trời ơi hai má con đẹp vậy đó. Má má, con nói má nghe nè, sao á cái hồi á mà má ba mất đó mà má còn trẻ đẹp gì rồi sao má không bước thêm bước nữa đi má? Sao con biết má không bước thêm bước nữa? Sao vậy? Má nhảy 8.000 bước luôn á nha. Mà số má số sắc phu lấy thằng nào chết đó hả? Mới lấy ba ngại ngã ngửa rồi nó chết rồi con. Vậy thôi để con tránh xa má ra đi cho con ngồi gần má, má sát con chết tươi làm sao? Phải, má sát phu chứ má đâu có sát tử con. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy là con ở ơn sống đời với má đi ha. Giết mai mốt hai má con mình thành tinh luôn à. Ủa má, vậy là má quyết định không lấy chồng nữa hả má? Đâu, má đâu có quyết định không lấy chồng. Dạ. Tại mấy thằng quỷ đó nó quyết định không lấy má. Giận à, giận quá. Cái gì mà ồn ào quá vậy? Nhạc ở đâu mà rần rần vậy? Trời ơi, ai đẹp trai quá má ơi, đẹp trai quá à. Đông trọng vậy chắc thái tử rồi. Xin trân trọng giới thiệu, ta, người ở của thái tử. Trời, chắc xé cái quạt quá. Với chức vụ quân sư. Dạ quân sư tới đây có việc gì à? Quân sư. Cả nhà nghe đây. Dạ. Thuận Thiên thừa dẫn hoàng đế chiếu giết động cung thái tử đến tuổi cập kê không phải bê đê, tuy có máu dê nhưng không ai mê nên còn bị ế, nay tuyển hiền thê đồi núi phủ phê chạm vô tê tê. Nếu ta không chê, theo thái tử về cử hành hôn lễ. Quân sư. Cái gì? Em đồi núi phủ phê, ai nhìn cũng thấy mê. Chạm vào sẽ tư. Còn không mau mau rinh về. Hai bà nhìn thấy mà ghê. Cái mắt như con cá trê vậy đó. Người á, treo cái này lên cho ta. Dạ. Dạ đưa em làm cho. Làm con người không làm, tự nhiên làm người nhện vậy đó hà. Mày dò dài sọc rồi đứng đây làm chi. Vô treo lên cho nó coi. Con quỷ chân dài tới nách. Mày giúp tao của mày. Biết tao lùn mày chơi tao hoài mày. Trời, nó treo lên cái easy vậy đó hà. Ủa, quân sư, sao không viết chữ mà vẽ men đĩa lên kia vậy quân sư? Dạ thưa quân sư, nhà này không có ai biết chữ. Dạ nhờ quân sư thông dịch luôn à. Cái gì? Nãy giờ nho nho như dòi vậy mà không biết chữ hả? Dốt. Dốt, dốt. Ta cũng vậy. Hả? Cười cái gì, nhưng được cái ta học thuộc lòng giỏi. Chiếu chỉ nào của nhà vua phát ra một tháng là ta thuộc liền. Còn cái này, cáo thị của thái tử photocopy ra 1.000 tờ treo cho mỗi nhà. Nhà nào có con gái phải ra cho thái tử coi mặt. Trái lệnh là ta chiếm đầu. Má ơi, vậy là con sẽ đi thi nha má. Con đi thi con đậu rồi con sẽ kêu quân lính rước má vào trong triều đình, má ở với con. Trời, má ở không làm gì, má cũng đi thi. Hả? Quân sư, tôi đi thi được không quân sư? Người phải đàn bà không? Hả? Thấy cặp chân mà vậy thôi chứ đàn bà. Dạ. Đàn bà chưa có chồng thì có quyền đi dự thi. Dạ. Dạ em chưa có chồng mà em là single mom. Nhưng mà ông Trần Thái Tử khoái cái xì tai của em á. Ừ. Phụ nữ single mom có kinh nghiệm chăn gối. Thái tử cần kinh nghiệm chăn gối đã có ta. Khi nào cần giặt gối sẽ kiếm bà.
Còn cô này chưa có chồng thì phải ra cho thái tử coi mặt nha. Dạ dạ dạ, nó con của thần. Dạ dạ. Đây trời ơi, tôi đẻ được hai đứa con gái đứng trước sáng quá. Dạ, dạ. Đó, hai đứa, đứa tắm đứa cám. Ôi trời ơi, hai đứa đứng gần nhau, nó đẹp y như hai giọt nước vậy đó. Một giọt dầu thơm và một giọt nước mắm. Hai đứa đều có mùi đặc trưng như nhau. Dạ. Tắm cám con của thần. Dạ. Tắm cám hả? Dạ. Người đặt cái tên nghe hay lắm. Dạ. Ừ, dạ, nước mình nước nông nghiệp mà. Ừ. Tại tôi đẻ có hai đứa đặt tắm cám á, chứ tôi đẻ được nữa cái tôi đặt ngô nè, khoai nè, nếp thang cho nó dính với nông nghiệp. Good idea. Dạ. Khen cho nhà ngươi. Dạ. Cây chân ngắn mà được cái não dài. Dạ. Thôi, bây giờ các ngươi chuẩn bị ra sân đình cho thái tử coi mặt. Dạ. Tao qua nhà khác. Dạ. See you later. Dạ. Dạ mời cô sư. Trời ơi con ơi con. Ra đây má biểu, ra má biểu. Ra đây. Trời ơi mày thức dậy đi để ra cho thái tử gặp mặt mày ngủ rồi vậy? Mở mắt lên coi. Con đâu có ngủ đâu, con đang thức mà. Tại má đó, má đẻ con ra cái cơ mặt nó cứ chảy xuống gì á, ai nhìn. Con có tưởng là con ngủ triền miên không à? Mà con đâu có ngủ. Còn má đó, má ngủ người ta nhìn má người ta có tưởng má thức không à? Cái mặt gì cứ sọc lên không mà thấy gốm. Tối má ngủ má treo ngược người như dơi vậy đó con. Sao giờ nó giật ngược lên hết vậy à? Sao cơ của tôi dựng lên mà đẻ con gái tôi cơ nó sụp xuống trời. Thôi không sao, con nhờ đen nhồ phú á. Dạ. Ông đó lắp đồng mi đẹp lắm. Dạ. Lắp một cặp dụng lên tới tầm ngoài ra kéo giật ngược con mắt lên vậy. À vậy hả? Ờ đó. Neo đâu. Trời ơi, móng tay color club. Bây giờ nó ra 1000 một dạng màu nè, các kiểu màu như mẹ nha con. Nó sơn một tháng không có bay. Sơn màu đỏ, màu cam lên cho nó lộng lẫy nha. Sửa lên cho nó đẹp nha. Sửa mặt sửa gì nữa, mặt con sửa nát còn chỗ nào sửa nữa đâu. Mà thôi má ơi, thi mấy này hên xui à. Không chừng cái mặt con gì mà vô thi đậu á. À, hên xui, vụ này hên xui. Má, con cũng được đi nữa phải không trời má? Trời, con lem luốc ở nhà đi, chi con. Chơi. Trời, con quỷ này đẹp thiệt trời. Má à, lệnh triều đình á là tất cả con gái trong làng mình á phải ra cho thái tử gặp mặt. Nếu mà con cãi lệnh á là cả nhà mình bị chém đầu đó má. Má, má nghe nha. Má mà cho con nhỏ đi thi á, nhìn nó là con biết nó đậu con rớt rồi đó. Để đó má lo. Dạ. Dạ. Con muốn đi thi hát con. Dạ. Nè xuống đây nè, má chạy trên là nha. Đi vô trong nhà đó, lấy hết quần áo dơ sạch của má nè, quần áo sạch của con nè, quần áo sạch của em nè, đem ra đây. Cám con mấy ngày không tắm rồi? Dạ mới có 1 tháng à. À, lăn lên cái đống quần áo sạch đó cho má. Rồi nhiệm vụ của con á, giặt đàng hoàng đi, ủa cho nó thẳng, rồi đem cho tủ cất cho má nghe chưa? Là xong hả má? Chưa mày. Quê nhất là mày ngồi bằng tao đứng á. Vô trong nhà lấy đậu đỏ và đậu đen mà tôi trộn sẵn vô rồi đó nha. Lựa ra cho má đậu đen ra đậu đen, đậu đỏ ra đậu đỏ. Sau đó nấu 2 nồi chè, 1 nồi chè đậu đen và 1 nồi chè đậu đỏ. Sau khi nấu xong trộn 2 thứ đó lại với nhau. Con đi ra cho thái tử coi mặt về mệt, ăn cơm chi cho nó hao gạo. Dọng hết nồi chè đó cho tôi nghe chưa. Đi con. Nè nghe tôi dặn thêm nè. Bấy nhiêu việc mà má tôi dặn gì á, chị làm từ từ nghe chưa. Có làm nhanh cũng không kịp đâu. Ừ. Còn có mấy tiếng nữa à. Ừ. Bà mà làm kịp tôi con bà đó bà nội. Đi con. Đi vô sửa soạn. Sửa soạn gì nữa má. Hai má con mình bây giờ hả, màu sắc sặc sỡ như 7 sắc cầu vồng gì đó. Công nhận nha. Con. Nhìn má lộng lẫy như cái bẫy vậy đó. Còn con sao? Nhìn con rực rỡ như thị nở vậy đó. Đi con. Trời ơi. Làm sao? Làm sao mà giặt cho hết cái đống đồ này? Làm sao mà lựa cho 2 cái nồi đậu này đây? Trời ơi, ngày xưa còn có bụt để kêu cứu. Bây giờ, ai cứu tôi đây? Ai cứu tôi đây? iPhone đâu rồi? Cứu đi. Trời ơi, tiệm giặt ủi hả em? Chị tắm nè. Em tới nhà chị, em lấy đống đồ dơ em đi giặt cho chị nha. Mà em nhớ là dry clean cho chị nghe chưa? Em mà không làm xong 2 tiếng đồng hồ là chị giận em, mai mốt chịu tới em chị giặt nữa đó. Ừ nha, nhớ nha. Xong. Trời ơi, còn 3 cái đậu này làm sao mệt quá. Chở hả em? Supermarket phải không? Ừ, em lấy cho chị ha. 3 ký đậu đỏ em nấu thành 1 nồi. 3 ký đậu xanh em nấu thành 1 nồi. Xong rồi em trộn lại cho chị. Em delivery tới đây cho chị nha. Chút xíu chị tiếp hậu cho em. Hả? Chị đâu có khùng. Cái bà bá sai chị bà mới khùng. Bà đi chích thuốc cho bà hết khùng rồi. Vậy nha, cảm ơn em nha.
Trời ơi, trời, hai bà lùng má tử tính hại chị hết cưng không có dễ đâu. Người ta nói đẹp không chưa đủ mà phải còn thông minh nữa chứ, phải không? Thái tử ơi, thái tử hãy chờ em. Hey, gì mà mới vừa ra thân đình thi cái rớt liền là sao trời? Nhanh quá à. Bởi vì cũng tại má không á. Ơi, mặt già hát như con quỷ già, vô khai còn trinh. Vừa khai xong hàng quân sĩ nghe xong nó bất tỉnh luôn vậy đó. Quân sư mà nó còn bất tỉnh, cái đừng nói quân sĩ. Mà công nhận quân sư nó hay ghê, nó nhìn thấu được cái sự trinh tiết của má. Mà con cũng lạ nữa, người ta mới nói cả cái sân đình này ai là người đàn bà đẹp nhất, mày phóng ra một cái nguyên một cái đoàn ngự lâm quân á, có tê liệt luôn vậy đó hà. Thì có con cũng biết làm sao á, cái ai vừa nhìn mặt con cái là buồn ngủ liền à. Tự nhiên cái nguyên cái đội quân ta vừa nhìn con cái ta đi ngủ hết trơn vậy đó. Bởi vì bực bội hết sức luôn vậy đó. Gì á? Gì rần rần nữa hả? I wanna dance, do you like cha cha cha? I wanna dance, do you like cha cha cha? Ai vậy? Ai mà đẹp quá vậy? Ai mà đẹp quá vậy? Tắm nè. Trời. Ủa sao? Sao tắm đẹp quá vậy tắm? Thì tắm mới tắm, không đẹp sao được. Hả? Rớt rồi phải không? Hang dịch cổ lùng. Thiên Nga, cho dịch cổ lùng hỏi cái quan. Thiên Nga đâu vậy? Thì đi gặp thái tử. Hai người ở nhà chờ tôi đi nha. Tôi đi gặp thái tử xong rồi đó, tôi đi rước hai người đi sống hưởng giàu sang phú quý với tôi nha. Dạ. Sao má ngu vậy má? Trời ơi, thấy nó đẹp quá quên hết trơn rồi. Người đâu mà đẹp mà trời ơi, cái giò dài sọc vậy đó à. Thái tử Gia Lâm. Mặt cũ má ơi, gương mặt cũ. Trời ơi, thái tử đâu, cha nội này vô hoài vậy cha lão. Mời thái tử. Thôi đi mấy cái thằng thổi kèn. Dư hơi dữ à. Thổi một đoạn ngắn thôi. Hãy thổi dài thòn. Thổi riết được cái mặt tái đứt nhái xỉu luôn kìa. Má. Hả? Cái này chắc ba của thái tử quá. Ăn nói hàm hồ vô ý. Đây là ông nội của thái tử. Thái tử đó. À, tử đó sao? Cái gì mà dễ xỉu quá. Giới thiệu lần nào cũng có người xỉu hết rồi. Dạ muôn tâu thái tử, đây là nàng tắm mà thần đã giới thiệu với thái tử. Wow. Đẹp lắm. Tắm đi à. Ta rất thích ăn cơm tắm. Nhìn cái đùi là ta thèm ăn cơm tắm sườn chả hai trứng. Đó mới chỉ là tắm thôi, chả đây nè thái tử. Dạ thưa thái tử, em là miếng chả thơm phức nè. Cái này ném về chả đùm thì có. Không thích chả hả? Đây có sườn đây, sườn nướng barbecue đây. Sườn nướng barbecue. Barbecue à? Dạ sườn. Sao ta lại hửi phản phất thấy cái mùi sườn xào chua ngọt vậy? Tính ra một mẹ sườn, một mẹ chả, hai trứng còn lại chắc là thần đó thái tử. Mày làm như mình mày có trứng vậy. Dạ, tiền thiếp xin kính chào thái tử. Ừ. Dạ, tiên nữ xin kính chào thái tử. Đâu, có tiên nữ à? Dạ đây. Trời ơi, bà là tiên nữ hả? Thần thiếu dâu nặng. Dạ, tiện nữ xin kính chào thái tử. Làm cái gì vậy? Dạ, thấy nôn nao quá thái tử ơi. Đứng lại cho nghe ngắn đàng hoàng. Có chuyện gì? Dạ đây là hai đứa con của thần nha. Một đứa tên Tắm, một đứa tên Cám. Gần vô coi, trời ơi, y như hai giọt nước vậy đó hà. Mà nói đúng, y như hai giọt nước. Dạ. Đây là giọt nước suối. Dạ. Còn kia là giọt nước cấm. Dạ. Dạ, còn đây là giọt nước thải nè thái tử. Đâu? Bà đó bà nội. Dạ. Dạ thưa thái tử. À. Tắm, Cám đúng là cái tên tiền định.
Tâm là để cho người ăn, còn cám là để cho heo ăn. Hay lắm. Dạ. Ấy là để cho chó ăn. Cái gì vậy? Bà. Dạ, dạ, cục, cục... Cục gì? Gì? Cục xương chó nó thích ăn lắm. Đẹp lắm. Lấy cái chân gà ác tìm thuốc bắc là coi. Bất hứng à. Quân sư. Dạ. Lấy thuốc. Dạ, dạ, thuốc, thuốc. Dạ. Gặp thần tiết là ai cũng phải uống vài ra hết. Vài ra cái con khỉ. Nhìn bà là phải uống thuốc chống ói đó. Trong một dạ. tháng luôn đó. Dạ, dạ, thái tử mấy cho em luôn một viên được không thái tử? Ừ. Hả? Em nói lộn, cho em một thùng. Ủa, tao cho mày hai thùng luôn. Thái tử định lấy thuốc gì? À, lấy cho ta thuốc Nhật Bản Hải Dược. À, dạ, 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 dạ. Thuốc này là thuốc tăng cường sinh lực. Đó, nhờ cái thuốc này mà bữa nay tao có đủ sức để đứng đây ngắm nàng đó. Âu à, bộ đồ ai đi ra cho nàng mà đẹp vậy? À, ca Vinh Hiệp. Vậy chứ bộ đồ của thái tử, ai design cho thái tử vậy? Bộ đồ này là của thái tử Sạc nước Anh tặng sinh nhật cho ta. À. Tại vì ta thái tử có chung một cái nỗi niềm đau khổ. Đó là phụ hoàng của ta năm nay đã ngoài 80 và ngang ngửa với nữ hoàng Elizabeth. Vậy mà vẫn còn tham quyền cố vị, không chịu nhường ngôi cho các con. Dạ. Bởi vậy thái tử mới tặng bộ đồ cho ta. Ta rất hãnh diện với bộ đồ này. Dạ. Bà thấy có đẹp không nè? Dạ đẹp. Nãy giờ dạ thần tượng mấy người mở cửa cho sòng bài. Giống dễ sợ. Định cho tiền tiếp rồi đó. Bà giỡn mặt với bà nha. Dạ. À, nó bận bộ đồ vậy đâu có thấy gì đâu đẹp. Tại sao không đẹp? Cặp giò đó mặc vậy chỉ hiến thân cho mũi chích thôi. Bận đồ như cám kìa mới đẹp. Lạng đi con. Nó thôi đất thôi. Hay lắm đẹp. Nè cám. Dạ. À, nàng có muốn về triều chung với chị hay không? Điều đó là dĩ nhiên rồi. Tránh ra đi con quỷ chân dài. Thiếp biết thế nào thái tử cũng đưa thiếp về làm vợ lẽ. Mà vợ lẽ bao giờ cũng được thương hơn vợ chẳng. Lúc đó ta sẽ là đương kim hoàng thái hậu. Im đi. Cười cái gì? Biết ta mời con của bà vô cung làm cái gì không? Dạ làm gì? Làm nàng hầu để quạt đuổi mũi cho nàng tắm ngủ đó. Ủa gì vậy? Ai da, thái tử điều đó không thể nào được đâu. Tại vì tay thần thiếp cục lắm hả? Quạt là mỏi tay lắm, làm ơn mua quạt máy giùm được không hả? Thái tử à, mua luôn máy lạnh đi. Thái tử mua máy lạnh. Im đi. Xấu mà còn làm quá lố. Tránh ra. Đâu có xấu đâu. Đâu có xấu gì đâu. Chê hoài đâu có xấu. Đâu có xấu. Hai người không có xấu. Thôi về đi. Yên tâm. Cuối năm trong cung có lễ hội, ta mời hai người vô. Hả? Cái số được vô cung. Lễ hội gì vậy? Halloween. Hai người để yên vậy nha. Đừng có quá trang gì hết á. Vô làm hai con quỷ gác cửa là người ta đủ sợ rồi. Quân sư. Dạ. Dạ dạ. Nhiều lời làm cái gì? Dạ dạ. Nè, hôm nay ngoài việc tới đây kiếm vợ, ta còn nghe dân làng tố cáo mụ kia rất tàn ác đối với con riêng của chồng. Hôm nay ta sẽ trừng trị mụ, giết đi cái nạn mà vì ghẻ con chồng. Trời đất ơi, má đâu có ác phải không con? Má đâu có ác đâu. Trời ơi, hiền khô. Má hiền. Rồi tôi có làm gì đâu. Má em như là thánh nữ. Trời ơi, hiền lắm. Em có làm gì, em chỉ bắt con chồng leo lên cái cây cao. Ha? Rồi em đứng ở dưới em rảnh quá em làm gì. Em chặt cây cao thôi hà. Ngươi. Đừng có chỉ. Thời ngày xưa thôi, chứ thời bây giờ mà cỡ con này nó leo lên cây cao là 100 thằng ở dưới nó hứng vậy nè. Nó té xuống nó bị cái gì đâu. Nó vô trong nhà thương bảo hiểm trả cho nó 6 tháng rồi. Nó vô trong nó dưỡng trắng da dài tóc. Sẵn nó kéo giò, bây giờ giò nó dày sọc luôn rồi đó. Im đi. Cái tội ác lớn nhất của mụ là bắt cô tắm leo lên cây cao mà mặc mini jeep. Đừng nói nhiều nữa. Quân sư. Dạ. Đem nhốt hai con quỷ mặt khóc mặt cười đi vô lãnh cung. Đi vô đây. Vô hả?
Dạ muôn tàu thái tử. Cái gì vậy? Cái gì mà nước miếng nước dãi chảy nhiễu nhão vậy? Nhìn thấy mà gớm. Bà đang ngắm nàng tắm mà mới làm hết hồn. Thái tử. Sao? Thấy nàng tắm sao? Quá đẹp. Quá đẹp thì mình quất liền đi thái gì? Tử. Ý thần nói là ở đây sẵn Las Vegas, mình tổ chức đám cưới liền, có 7.000 người ở đây. Lời chắc luôn của thái tử. Hay lắm, ta sẽ trọng thưởng cho người. Dạ, dạ cảm ơn thái tử. Mà thái tử móc cái gì vậy thái tử? Móc hàng ra. Tắm. Will you marry me? Thái tử ơi, hột xoài. Hột xoài này thiệt hay giả vậy thái tử? Ta là thái tử, không bao giờ xài đồ giả, chỉ xài đồ mượn thôi. Cái này ta mượn phụ hoàng, số mượn gì ông cũng mất đi để lại cho ta mà. Vậy cái này bao nhiêu ly vậy thái tử? 105 ly. Cái này chắc ném về đại bác. Đó đó. À, dạ. Sao? Nàng có đồng ý làm vợ của ta không? I am. Sao? I am so sorry thái tử. Cái gì? Sorry là từ chối à? Sư. Dạ. Đỡ tử lên coi. Lên lên lên. Tại sao? Hỏi tại sao? Tại sao? Tại sao nàng từ chối ta? Thái tử à, không phải người con gái đẹp nào cũng muốn lấy chồng đại gia đâu, phải không? Như thiếp nè, chỉ muốn lấy chồng theo tiếng gọi con tim của mình. Chẳng hạn như là lần đầu gặp quân sư gì đó. Excuse me. Tâm à, không ngờ nàng quá sáng mắt. Đúng rồi, trong cung ta là đẹp trai nhất. Quân sư. Dạ. Đã là ta hai cái thùng thuốc chống ói nãy đi ta uống. Tâm ơi, đúng rồi. Kiều nữ bây giờ lấy đại gia là xưa rồi. Kiều nữ là phải lấy thiếu gia. Mặc dù ta có thiếu nợ chút chút. Tâm về triều đình với ta. Tâm không làm vợ của tổng thống thì làm vợ của cố vấn tổng thống cũng vậy thôi. Im đi. Dạ. Ngông cuồng. Có tin là ta sẽ phai ơn ngươi để ngươi về nhà đuổi gà hay không? Dạ muôn tâu thái tử. Thần đã theo thái tử nhiều năm qua, đã đâm trọt được nhiều vụ trót lọt. Dạ bây giờ thần xin thái tử cho thần hạ cánh an toàn. Dạ retire sớm để về chung sống với em Tâm. Ngươi đang làm cố vấn cho ta, ta trả ngươi tới 45 đô một giờ. Bây giờ ngươi quyết shop làm sao mà sống nổi hả? Dạ. Dạ thần lấy tắm xong thần về mở quán hương trên Bô Sa chắc cũng đủ sống hả em? Dạ. Dạ thưa thái tử, ngày khai trương đó, hai vợ chồng hạ thần sẽ mời thái tử ăn món cơm tấm mì sườn chả hai trứng nha. Dạ dạ hai trứng. Bây giờ ta không thích ăn cơm tấm nữa. Có cám nè, ăn không nguyên máng nè. Cô tưởng ta là heo hả? Dạ cũng giống lắm đó. Súp được không? Súp nó dễ nuốt. Im đi. Dạ muôn tâu thái tử. Cái gì nữa vậy? Thái tử đừng có nóng. Thái tử bình tĩnh. Ông bà ta thường có câu. Câu gì? Nồi nào úp dung đó. Quân sư còn trẻ, còn đẹp. Nồi chưa xài qua bao giờ. Chưa mớp méo, chưa nấu, đít còn trắng tươi à. Thì phải kiếm cái dung cho nó xứng đào, xứng kép. Hoàng tử đây, nồi đã xài nhiều lần, đít đã nấu đen thui. Thì hoàng thái tử phải kiếm cái dung cho nó xứng đào, xứng kép. Dung nào? Dạ, thiếp đây. Thiếp thề, thiếp sẽ treo chàng để nâng khăn sữa tôi. Ta có xài khăn bây giờ đâu mà cần nâng, hả? Tránh ra đi cái nùi dẻ. Má đó, sao má có cái bệnh tự tin, bệnh tưởng về sắc đẹp má không à? Để con coi. Dạ thưa thái tử, người ta thường nói tình mẹ mà duyên con. Nếu thái tử không lấy mẹ của thiếp thì thái tử đưa thiếp về đi. Thiếp tình nguyện sẽ nâng quần sửa áo cho thái tử. Tránh ra đi cái bùi nhùi. Hai người làm cái gì vậy? Bộ tưởng đây là bãi biển Hawaii hả? Đứng dậy đi theo chim cánh cụt. Bây giờ hai người. Dạ. Theo tả về chiều. Dạ. Cái gì vậy? Hả? Về chiều nữa hả? Rồi làm quý phi nữa con ơi. Còn lâu.
hai người sẽ gánh nước đổ đầy hồ bơi trong nguyên cái hoàng cung tắm đó. Đi lên hồi con. Trời ơi, đã lùn nó càng lùn hơn. Gì vậy? Trời ba, cái đồ chơi này giữ còn lâu rồi mà còn mới dễ sợ à. Rửa kỹ rồi Tết tụi nhỏ về để cho nó chơi là nó khoái liền. Chị Năm hả? Chừng nào con quê con gái chị nó về ăn Tết vậy ha? Mùng 2. Vậy ha, nói vậy thôi cho tôi biết năm nào nó cũng về ăn Tết với lại anh chị hết trơn á. Mà anh chị nó có mấy đứa cháu ngoại dễ thương hết sức nói luôn à nghe. Ủa vợ chồng hai ở Mỹ năm nay về không chị? Không chị, gần chục năm rồi vợ chồng nó không có về. Mà vợ chồng thằng ba thì mùng 2, mùng 3 mới về lận. Ê, cho nên tôi mới kêu ông nhà tôi đó, ông đem ba cái quà ở dưới quê này đem lên trển cho tụi nó. Rồi sẵn dịp ghé sang biếu anh xui chị xui. Rồi tôi có dặn ổng là ghé nhựa chợ lớn á, mua một mớ quà mà đồ chơi của con nít để đem về để mà tặng cho cháu ngoại của anh chị. Trời ơi, muốn làm chi? Con đầy nhóc nè, đồ chơi nhựa chợ lớn bền lắm, chơi lâu lắm. Trời. Chị không biết đâu. Vậy chứ nhựa chợ lớn năm nào cũng mẫu mã mới hết trơn á. Vậy cái này cất hoàng bên đi, để ổng đem đồ mới về á. Trời ơi, nghe mà mẫu mã mới là tôi còn khoái nữa chi mấy đứa nhỏ. Trời ơi, đẹp lắm chị ơi. Cảm ơn trước khen. Ừ. Kìa anh Năm kìa. Ổng về chưa? Đây, ổng nói ổng đi ổng về liền mà sao tới giờ này ổng chưa chịu về nữa. Trời ơi, ổng đi đâu kỳ cục dữ trời. Không biết ổng đi đâu. Ở kìa. Tôi về rồi. Ông ơi, ông về rồi. ông về rồi. Để đây. Ôi. Trời ơi, mệt quá. Đâu. Ngồi đi ông. Tôi tưởng đâu là ông ăn Tết với mấy đứa nhỏ ở trển rồi chứ. Tết thì tôi phải về với mình chứ, ăn Tết với mấy đứa nhỏ chứ nó. Tao nói ông bà mình nói hay ghê vậy đó à. Nói cái gì ông? Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Trời ơi, chứ ở nhà ru rú rồi đâu có biết con bà gì. Thôi uống miếng nước, ông đi, hôm nay ông dập diều rồi, ông thấy gì ông nói nghe coi. Ôi, tao thấy nhiều cái chuyện vui lắm. Cái chuyện vui nhất là nó kẹt xe. Kẹt xe hả? Kẹt xe là tao ngồi trong xe, tao nóng ruột tới mồ. Thí điều muốn rút dép lào chọi tài xế mà nó vui gì? Trời ơi, không phải đâu. Kẹt xe là tại vì á, Tết nhất người ta về quê. Rồi cái người ta cúng ông bà, người ta tảo mộ. Rồi cho nên là đi đông mới kẹt xe vậy mà. Ui, ba cái đó là cái kẹt bình thường. Vậy chứ sao? Còn cái kẹt này là nó cứ kẹt mất bình thường. Sao mất bình thường đâu, ông kể nghe coi. Đây nghe. Tao nói cái kẹt này đó là do cái trạm thu phí nó đặt sai vị trí cái chỗ cây lậy đó. Trời ơi, người dân người ta phản đối quá. Rồi cái phí thì nó thu quá cao. Rồi bởi vậy mấy anh tài xế anh tức quá. Anh nào anh ấy chạy tới trạm thu phí cái chìa ra nguyên một bịch tiền lẻ. Vậy giấy 200 với 500. Trời ơi. Vậy đó, chừng nào mới xong. Cái vụ đó là ông biết cái vụ trạm thu phí cây lậy thôi. Còn mấy trạm nữa, trạm Đồng Nai rồi cái trạm Bến Thủy nữa cha nội ơi. Sao anh biết? Tôi đọc báo. Thấy không? Trời ơi. Thấy idol của tôi không? Không cần đi một đàn nào mà biết ba bốn sàng luôn, thấy không? Ê Năm, có cái chuyện gì anh biết mà không phải do báo nó nói không anh Năm? Có chứ. Chuyện gì? Tôi nói cho nghe, khỏi cần đọc báo. Ở cái xóm này có ông cha già ở dưới quê không à, lâu lâu có trầu lên Sài Gòn gom ba bốn chuyện rồi cái về đây nổ banh nhà lòng luôn. Đó, cái thôi ơi. Thôi mà anh Năm anh nói chơi mà ông sắc kỳ quá. Anh em bạn nói chơi với nhau thôi. Ngồi xuống đi ngồi. Rồi cái chuyện đó đó. Nãy nó cái chuyện xã hội thôi. Giờ nói chuyện của gia đình mình nè. Sao đâu ông nói nghe coi. Mà biết sao tôi lên Sài Gòn. Thằng ba nó đưa quà của thằng hai cho tôi. Vậy đó thằng hai ở Mỹ gửi về cho tôi cái phone Axi. Mình thấy không? Trời ơi. Cái phone Axi nè. Trời ơi, đẹp không? Cái này mới nè ông ơi. Trời ơi, cả nước Việt Nam nó có hai cái thôi đó. Vậy đó hả? Cái một là cái ông mua 64 triệu. Còn cái này là cái hình hai nó gửi cho mình. Đẹp quá ông ơi. Cái ông mà mua cái phone 64 triệu nghe nó không chết rồi.
Bị thiên hạ giật cái điện thoại mày mở xuống đường chết rồi ông coi chừng. Trời ơi, chui đi cái anh này thiệt à. Cái này đó, đâu đâu ông thấy ông lem đen người ta tao nói cái gì đó tự sướng đó, ông tự sướng. Selfie. Ừ, tự sướng coi. Thầy chồng vô cái nè. Trời ơi, bà thấy gì không bà? Vậy. Tôi thấy hai con cá trà mới đớp móng á. Bởi vì cái anh Năm này anh cứ giỡn chơi vậy hoài vậy đó hả? Ui, anh thấy người ta có của rồi ganh tị á mà. Mà ông nè, sao mà tôi nói nghe nè, lớn rồi xài điện thoại cùi bắp thôi. Mày đặt xài ba cái bộ mát thôi, nó lợi dụng coi tin tức rồi vô mấy cái trang web đen. Gì vậy? Có ngày nghe không? Nè, anh Năm. Gì? Nha, tôi coi này đừng có ai mà chỏ rồi sọt sọt vô để ư cho tôi coi kẻ với. Hai cái ông già dịch này tối ngày cái chọc kéo ra hoài à. Mà còn gì nữa không nói? Cái này quà của ông còn quà tôi đâu? Làm sao mà thiếu được quà của bà? Ừ, quà tôi đâu? Đây nè. Đâu cái gì đâu vậy? Trời ơi, đâu, con đâu? Dâu của mình nó gửi cái này tặng cho bà. Trời ơi, từ bên Mỹ gửi về luôn đó. Tống bi xì xin kè. Trời ơi, nhiều dữ vậy đấy hả ông? Ừ, đó. Cái này để lát nữa tôi coi. Để đó đi, còn nhiều lắm. Rồi sao nữa? Trời ơi, ở Sài Gòn tôi lụm được cái này. Trời, cái gì vậy ông? Bữa nào có đêm trăng hai vợ chồng mình ra karaoke. Vậy đó hả? Được không? Trời, dữ quá. Rồi, đó, 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 rồi, rồi. Rồi, rồi bây giờ vô đôi tắm rửa để mà còn rước ông bà nữa chứ. Trời ơi, mới về cái đè tôi ra tắm liền vậy trời. Chứ đi nguyên ngày mệt mà. Ui, từ từ đi. Bà kho thịt chưa? Rồi. Làm dưa giá chưa? Rồi. Gói bánh tét chưa? Rồi, nói túm lại tất cả đều rồi. Trời, không phải tôi khen vợ tôi số 1 qua đây. Sao không? Sao? Hùng cái coi. Nè. Trời ơi, bà thấy gì không? Thấy rồi. Thấy hai con le le nó trâu mỏ nó gõ. Mày thiệt. Tôi nói thiệt với anh Năm nha, cả đời anh Năm không có ai hung anh hết, cho nên không có biết hung là gì. Anh nói vậy bậy, tôi vợ ông tôi không hung chừa ai hung ông đâu. Vợ chồng người ta bày tỏ tình yêu sao anh nó. Bởi vậy tôi nói bầm. Thôi đi, ông sao cứ kiếm chuyện với anh Năm hoài à? Quay là kiếm chuyện mà ảnh kiếm với tôi. Thôi vậy mà mình lúc nào cũng vậy, nghĩ đến cho ảnh. Tôi đi về tôi mua quà cho mấy đứa cháu mình, cũng nghĩ đến quà mua cho cháu ổng. Đây nè, đó. Tôi chồng rớt cái xì của tôi. Trời ơi, đồ nhựa chợ lớn này chị thấy không? Thấy anh Sáu tốt không? Đi ra đi mua đồ chơi cho cháu, của ảnh còn cho cháu mình nữa. Ê nói nghe. Cái cháu anh ở bên Mỹ đồ chơi thiếu gì mất mớ gì mua cái nhựa này gửi qua bên chị. Trời ơi, chị Năm không biết cái nhựa chợ lớn bây giờ khắp thế giới luôn. Ở bạn người ta xài nhựa chợ lớn không hả? Thôi đem vô trọng cánh đi. Rồi, mấy nhỏ vô. Về chơi. Rồi. Dạ. Lâu quá không có gặp ông. Trời ơi, đi ở trển miết à nha. Trời ơi, thì nói tao nói Sài Gòn nó Năm có nhiều. Dạ cảm ơn. Năm biết sao không? Ở Sài Gòn bây giờ tôi nói cái gì nó cũng lạ hết. Lạ nhất là cái này nè. Gì? Mình hả? Mọi năm á mình trưng cái ngũ quả là cầu dừa đủ xài. Đúng rồi, đúng rồi ông. Ở dưới quê mình là đại gia mà. À. Năm nay mình bỏ trưng cái ngũ quả đó cho bậy, tôi. Bậy, tại sao lại bỏ trưng cái đó? Đó là phong tục của ông bà có. Mà. Mình trưng cái khác mình nè. Trưng cái gì khác? Tôi đem về rồi. Ông sao có nhiều chuyện lạ vậy ông? Đây nè. Nè ông chơi nổi hả ông? Vụ gì nữa? Từ từ coi. Gì đây? Gì? Năm nay mình trưng 4 thứ thôi. Cái gì? Cầu xài xả ga. Trời ơi. Đây. Cầu xài xả xả là xà. Đây rồi gà trời đất ơi. Cái này lạ nè bà quý vị. Ê, cầu xài xả ga. Vậy là bỏ cầu vừa đủ xài. Ừ, nhà mình, tôi có tiền mà. Cái bình ga mày để bàn thờ mà đốt nhang làm có phùm ngon lành à nha. Anh Năm thì nói tầm bậy không à, ga nó xì một cái là nó nổ chung hết trơn cái đội à. Nói nghe, đừng có chưng cái này là xưa rồi, tôi chỉ chưng cái này, ai dòm vô thấy già ông cũng đẳng cấp hết á. Cái gì? Chưng cái gì anh Năm? Chưng một sâu tiêu với một bịch hột điều là ngon lành. Tiêu điều? À. Ông nội ơi, em về nhà ông chưng đi. Anh Năm này lớn hoài à. Dạ. Bậy bạ. Bây giờ anh nói anh chưng bình ga nổ lên là tiêu điều chứ sao? Thì ảnh thích chân tiêu điều để ông chân đi mệt quá. Thôi thôi sửa soạn đi vô tắm rửa đi, đây cô rước ông bà nữa. Gì mà nó đòi nè tôi tắm nữa vậy trời. Thì đi vô để okay, tắm rửa. Ok rồi tôi vô tôi tắm á. À, có ai muốn gỡ cờ cuối năm không nè? Trời ơi rau nữa. Gì vậy anh Năm? Tránh ra. Khiêu khích tôi hả anh? Gì khiêu khích? Trời ơi anh gì anh nói sao cờ tướng mình chơi hoài mà đâu phải lúc nào anh cũng thắng đâu mà anh kêu là gỡ sao anh? Có bao giờ mà ông thắng đâu. Bữa nay tôi cho ông cuối năm cơ hội đó. Trời ơi, ông thích là tôi chiều, mà ông liều là tôi chích.
Trời ơi, kỳ lạ hả? Không, tôi nhất là tôi qua tôi chơi với anh. Nè, mấy ông làm ơn chơi cờ, chơi cho nhỏ nhẹ nha. Chứ chơi cờ mà kể lộn hoài tôi chán, dễ sợ à. Quá wow. Mấy bà làm như tụi tôi là con nít đi vô ủ đồ, lát tôi mặc tôi lên cúng không bà. Dĩ hòa, dĩ quý nghe không? Tôi đừng biết rồi. Ôi. Hai ông lại sáp lại là có chuyện, sáp lại là có chuyện ha. Thôi mình cứ nhây nhây rồi vô, ủi bộ đồ vest cho tôi. Rồi, rồi, rồi. Biết rồi, vô, vô, vô. Dĩ hòa, dĩ quý nghe không sao? Trời, được rồi. Xếp cờ vô đi cha nội ơi. Trời ơi. Sao vậy? Hả? Tôi đi mấy ngày rồi không ai chơi với ông nhớ đúng không? Mà đặt rau rồi cho tôi cơ hội. Tôi với ông khắc khẩu quýnh cờ để giải trí tuổi già. Tôi nói anh nghe, mình bây giờ lớn tuổi rồi mình phải điềm đạm, ông hiểu không? Ờ. Đó, giờ anh chọn quân màu gì? Tôi chọn, cho anh chọn trước á. Thôi anh chọn trước đi. Nếu mà nói vậy thì thôi tôi chọn quân xanh. Vậy là anh thua xanh mặt. Chưa quýnh mà biết tôi thua xanh mặt. Anh chọn quân đỏ. Ờ. Vậy là coi chuyện lát vô thế bí cái anh thua học máu à. Anh đó nha. Hết rồi thôi. Điềm đạm. Mời đi trước. Ừ. Anh đi đi. À, nó mới làm gì vậy bà anh vậy? Có chừng rồi thách. Ra đây nói nghe nè, ra đây nói nghe nè. Vậy vậy. Nè, nè. Vô vậy. Tubi skin care. Tại nãy con dâu tôi bển nó gửi về hổm á, cứ tôi lấy tôi xài thử chút. Trời ơi, tôi nói nó mịn da mặt tôi. Rồi bây giờ con dâu tôi nó có gửi về cho bên gái của chị á, một bộ này nè. À. Lấy xài thử đi chị Năm. Có tôi xài được không? Được. Trời ơi, chị thấy da mặt tôi không? Rồi tôi láng quá trời láng. Sao tôi già rồi cái da mặt nám quá bà ơi. Chị xài cái này đi, được. Rồi tôi nói con dâu tôi gửi về chưa? Tài tử nghe. Bỏ vô đi, bỏ vô. Nè nè, nay 30 rồi. Ngồi uống nước bạn vô coi. Ngày mai mùng 1 á chị 2 giờ đó chị có lại chỗ mà đờn ca tài tử không? Dễ gì không có chị. Ừ. Cái món ăn tinh thần của tôi mà dễ gì không có. Ừ. Trời ơi, chuẩn bị sẵn rồi. Vậy ha. Giờ tôi quất một câu cái là chị tối lại nghe không? Ừ. Nghe nè. Em là con gái nhà Mân, chân đi dép kẹp, mặc quần lạnh đen. Hay. Anh hỏi em sao da trắng như bông lại, tóc em đen mượt. Tóc em đen mượt, có người cài kẹp trời. Nè, chị nghe tôi đối lại nè nghe. Tóc em đen mượt để dài, nhờ dầu dừa bồ kết nên anh nhìn như suối mơ. Em xin anh đừng có buông tơ, làm cho tóc rối. Làm cho tóc rối hết mơ vậy thì đã quá. Đần ca tài tử, uống đi chị Năm. Con ngựa tôi đâu? Con xe đâu? Cái gì vậy? Con xe đâu? Con xe gì? Trời đất ơi, con xe. Ê, ông Sáu, ông Sáu. Con xe gì? Đây nè, tôi để con mã lên. Ông dớp con mã tôi thì tôi gài con xe, tôi chiếu tướng. Bây giờ con xe đâu? Ở đây cờ. Cờ ăn không thấy con xe đâu? Con xe đất, nó rớt ở đâu đó, nó không chừng trời ơi. Nó rớt ở đâu đó anh Năm chứ đâu có đâu mà. Khoan, cái gì? Ông đứng nghiêm tôi coi. Nghiêm. Nghiêm cái gì? Cái gì? Đâu? Ai đừng có chụp bay tùm ba chút tùm lum tùm la cái gì vậy? Đây. Hả? Con này con gì đây? Con gì đây? Con gì? Ông Sáu. Con gì? Con cờ. Thì cái này là con cờ. Ê, con cờ mà ông nói theo kiểu con cờ nhấn nhá kiểu này. Ê, cái chữ cờ là âm cái, kế bên cái chữ cờ là cái gì? Ê, ông lợi dụng nó tụt phải không hả? Ông chơi tụt phải không hả? Ông nói bậy nó bạ phải không? Năm. Nãy giờ có một mình anh suy diễn là tụt thôi chứ cái này là con cờ, tôi nói là con cờ chứ. Rồi với anh nói tôi nói tụt là sao anh? Mà anh chơi anh giấu cờ phải không? Vô thấy biết anh giấu cờ ha? Không có, coi chừng hiểu lầm nha. Năm nha, anh hiểu lầm rõ ràng. Hiểu lầm rõ ràng. Anh nói gì? Cái nói kìa, con là gì? Con gì? Con xe mà. Ừ. Đúng không? Xe thì nó muốn chạy đâu, nó chạy. Trời đất ơi. Đúng không? Trời ơi. Tự nhiên vậy anh nói đâu? Anh thấy con cờ đâu? Anh thấy lại từ có không? Lấy. Nè, xe là có người lái mới chạy được nha. Chứ không phải tự động nó chạy nha. Tự nhiên sao con xe nó lại chạy vô hạ bộ ông à? Hả? Này là giấu rõ ràng là mà còn chấm anh.
xe robot á, xe tự động nó tự chạy đó. Cái đó ở bên Hoa Kỳ, còn ở đây không có, không có. Thôi ông Sáu ơi, nhìn vô vậy là thấy ông bậy rồi đó ông Sáu à. Có bậy gì? Ông bậy đó. Bậy cái gì? Bậy cái con cờ này nè. Ông làm cho tôi mắc cỡ quá ông Sáu à. Thiệt tình kỳ quá, biết tính anh Sáu không ở chơi thua là ăn gian liền, ông nhịn đi. Ghẹo ông kia giống ông nhục. Thì biết rồi, nhưng mà ông này ông làm quá đó. À nói cái vậy đó ông nghe. Cảm ơn chị Sáu đã vạch mặt chồng chị. Dạ. Coi như bữa nay là cuối năm rồi. Coi như là tôi thắng trận này rồi. Không có kịp gỡ đâu. Vô thay đồ. Vô bà cờ coi như thắng rồi. Vô đi. Ông đón giao thừa mà vui quá. Quýnh cờ ăn gian mà còn nói chuyện không có văn quá. Trời ơi. Là tình hai cái ông này. Anh đó nha. Anh rủ tôi cờ ra đánh cờ mà. Muốn tôi cũng có thèm chơi với anh nữa đâu. Giờ làm gì? Quê là khó quê. Quê rồi vẫn còn quê. Trời ơi, rủ tôi cờ, đánh cờ đã rồi, giờ nói tôi vô văn quá. Trời, nói tôi vô văn quá, tôi làm cho không có văn quá luôn. Alo, alo. Cho banh sát luôn. Rồi một chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Chàng hiu hắt đến nằm ca nhan sắc, tâm hồn đang trắng chân. Sao ông im re vậy ta? Qua bao năm rêu xanh còn phụ kinh. Vậy vậy trời ơi, đang tắm chạy là quá chi không? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Tắm mà cũng không được với ông luôn á. Mình mấy xà bông không mà làm gì ra đây chứ vậy trời. Trời ơi, mở bên đi nhạc, cà giật sao chịu nổi. Ông mắc kinh thâm hả ông? Ông để cho yên ổn tôi tắm, tôi vô thay đồ lát ra. Trời ơi, 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 vô được tôi đi. Hàng xóm, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết hả? Ông là ông năm thời sự hả? Được, tôi cho ông đầu năm có tin tức nóng hổi luôn. Được. Phone mới, sim mới. Lần này, tôi cho nhà ông trái luôn. Anh năm cưng. Chiều mùng một, chị năm đi đờn ca tài tử. Anh nhớ đến thăm em nhé. Gửi luôn. Ông Sáu. Gì vậy? Làm gì đó? Hả? Cái điện thoại của thằng con gửi về ông cho tôi mượn đi. Mình mượn làm gì? Mình đâu có biết xài đâu. Cái này nó hiện đại lắm. Không biết xài mà ông cũng chỉ cho tôi xài. Tôi chụp hình cho lấy le Tết coi. Xài chút thôi nha. Ừ. Chờ một chút. Gì vậy? Để tôi mở khóa. Vậy hả? Nè. Ừ. Chụp hình. Ừ. Cái này ác xì. Hình đẹp lắm á. Rồi 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 rồi, tôi thấy rồi. Nhớ cẩn thận nha mình. Ừ. Hai đứa vô một cái nữa. Không. Tự sướng. Ừ. Cẩn thận nha mình. Ừ. Ba. Trời ơi, đã quá trời luôn. Cái điện thoại thiệt là đẹp vậy đó. Con của tôi, đúng là được hết. Con tôi. Gì vậy anh Năm? Trả đồ chơi. Sao trả? Thôi, tôi không muốn con cháu tôi chơi đồ của mấy người ích kỷ tặng. Anh mới là ích kỷ nhỏ mọn đó anh Năm. Đồ này á, là vợ chồng tôi mua về để làm quà cho cháu ngoại anh. Có gì đâu mà anh... Trời ơi là trời! Gì vậy? Trời ơi là trời! Trời ơi là trời! Gì nữa trời hả? Ơi. Trời ơi! Thay đồ mới rồi ha? Ờ. Đứng lên coi. Sang trọng quá ha? Trời, tôi mặc bộ đi đúng cúng đình. Mấy người đàn bà giá dòm còn thèm chảy nước miếng á. Ngon cơm quá mà. Bởi vậy ta nói
tưởng giếng sâu tôi nói sợi dây dài, hay đâu giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Trời đất ơi bà ca đã ha. Cái giọng này hồi xưa tôi mới cưới bà là số 1 á. Bây giờ có con khác nó hay hơn tôi phải không? Con nào con này thôi, không có con nào hết á. Ba má ơi, hương hồn ba má có linh thiêng về để chứng giám. Hồi xưa ba má cản con lấy ảnh mà con vẫn trốn đeo. Bây giờ con biết ba má cản con là đúng. Ba má tha lỗi cho con. Gì vậy trời, tôi là rể đông sàng tốt mà. Đông sàng hả? Chị Năng, chị Năng hả? Gì bình tĩnh nói gì bình tĩnh. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Bây giờ tức quá. Chuyện gì? Chị coi nè, con nhỏ nào nó gan nó dám nhắn tin vô cái điện thoại của ổng. Nó hẹn ổng đi gánh nước đêm trăng này chị coi. Vậy hả? Đâu đâu tôi coi coi. Hả? Coi đi. Anh Năm cưng. Trời đất ơi. Anh Năm, tôi đâu có ngờ anh lại luôn 10 sống thanh cán bộ vậy anh Năm. Không có ai cưng tôi, tôi có bà này cưng thôi, tôi không có biết là mấy người lầm rồi đó. Lầm cái gì mà lầm? Chị Năm ơi, tôi khổ quá. Sao khổ? Tôi khổ quá. Bình tĩnh chị Năm. Chắc là tôi phải đi. Chị Năm, chị định đi đâu? Lối đi đó tôi chưa định được. Hả? Nhưng tôi phải ra đi vì lòng tự trong. Trời đất ơi. Nhưng chị đâu phải là một cô gái giang hồ. Gì mà có nửa đời hương phấn đây nữa. Trời ơi, sao ông nỡ lòng nào ông thần nhắn. Bình tĩnh chị Năm, còn tôi đây nè chị Năm ơi. Tôi chịu hết rồi. Tôi nói bình tĩnh chị Năm ơi. Bà lầm rồi. Lầm cái gì mà lầm trời. Trời ơi, ai nhắn tin tôi đâu có biết. Mấy bà lầm rồi. Tôi giận tôi rung tay hết chị. Chị bình tĩnh lại chị đứng lên. Trời ơi, cái gì còn có tôi ở đây nè. Sao chị? Sao gì? Bây giờ cái tin nhắn của nó chị coi kỹ lại coi cái số điện thoại nào nhắn vô. Thì chị thấy đó là chị bấm qua chị hỏi lại nó coi. Rung đi. Số điện thoại trong đây. Coi bây giờ để tôi coi giùm cho. Chứ nếu mà chị trả lời là nó biết cái tiếng của chị, nó không có chịu trả lời. Bây giờ bấm. Bấm liền. Bấm ngay chỗ này số của nó nè. Rồi rồi. Đây nè. Đây. Rồi. Tôi bấm rồi đó. Ông chết. Bấm. Tôi thề với bà luôn á. Điện thoại tôi rung. Điện thoại tôi rung chị Năm ơi. Ừ, đang dòng sôi lửa bỏng mà chị, bà bỏ tôi vậy. Bà đi bà tính vô đây đi. Bây giờ chị cầm. Chị cầm nó đi. Điện thoại tôi rung nè. Chuyện của bà đó bà tính đi. Anh Năm ơi. Có ai giờ ai điện thoại cho chồng tôi giờ này anh Năm? Tôi có biết đâu mà hỏi. Bây giờ chị nghe của chị đi nghe. Rồi để tôi nghe cái của tôi. Nó gọi tới là alo phải không? Ừ bà. Rồi. Alo. Alo. Mày là con nào? Hả? Nè. Nói chuyện với tôi là phải nói chuyện cho đàng hoàng tử tế chứ không có mày tao môi tớ nghe. Ê mắc mớ gì tao phải đàng hoàng tử tế với mày. Mày nhắn tin mày rù quến chồng tao mày biểu đàng hoàng tử tế với mày sao? Nè cô mới nói cho đàng hoàng tử tế nghe. Tôi bằng chứng đâu mà cô nói tôi nhắn tin cho chồng cô chứ. Bằng chứng đâu hả? Tin nhắn của mày nổi rành rành trong máy chồng tao mày nói bằng chứng đâu hả? Bớt lại. Tôi nói cho cô nghe nha. Bằng chứng đâu tôi không thấy mà tôi thấy giờ này nè. Cô điện lại cho chồng tôi đó. Ê mày nói láo à, tao gặp mày tao tán mày gã cái răng không còn cái răng ăn cháo nha mày. Hả? Ê mày á, nghe mày con kia, mày tưởng mày tán vô mặt tao tao đứng yên cho mày đánh tao hả mày? Rồi mày làm gì tao? Mày ngon mày dám gặp mặt tao không? Mày ở đâu? Tao vô kế nhà sáu đổ nè. Tao ở nhà ông Năm thờ sự kế bên nè. Tao biết chỗ đó. Bây giờ mày muốn gặp mặt tao không? Nhận dạng mày sao? Mày gặp mặt tao đi, mày nhận tao đi. Sao? Mày mặc đồ gì? Tao quần đen áo bà ba bông cam nè. Tao quần đen áo bà ba bông hồng nè, bông đỏ nè. Bao lâu mày tới? Hả? Bao nhiêu phút mày tới? Mày muốn tới tao tới liền cho mày tao tới. Tao liệt mày trong 3 tiếng đếm rồi á. 1, 2, 3 là tao tới liền nè. Ồ. Vậy là mình gọi điện thoại cho nhau hả? Nãy giờ nói chuyện nha hả? Biết rồi. À, cái chuyện này tôi biết rồi. Biết gì chị? Cái hồi trẻ mà Sáu để lòng tơ tưởng đến chồng tôi ha. Bảy. Bây giờ cũng chưa bỏ phải không? Tôi bây giờ với Sáu là gia đình mọi người yên ấm mỗi nơi rồi mà. Tại sao lại khơi ra cái chuyện này? Bảy. Bình tĩnh để tôi giải quyết. Sao? Chị sao? Hả? Tôi không ngờ chị là một kẻ háo sắc. Hả? Anh nói đi nói lại coi chừng á nghe. Tôi chừng gì? Anh có sắc đâu mà tôi háo. Trời đất ơi. Quá trời quá đất rồi. Để tôi giải quyết. Sao? Tại sao Sáu lại chơi cái trò điệu hổ ly sơn? Đâu có. Sáu rủ tôi đi ca đần thi tài tử hả? Không phải. Để rồi ở nhà tới bữa đó Sáu nói sao đau họng ha? Để tôi đi hát một mình. Không phải. Còn tí chồng tôi. Không phải. Không phải tại sao có tin nhắn vô mày? Tin nhắn này đâu phải của tôi. Sáu không nhắn thì cái số này của ai nhắn vô? Cái số này là... Điện thoại của ai? Của điện thoại của chồng tôi. Hả? Cái này là hệ quả của con cờ nữa nè.
Ông Sáu ơi, ông Sáu ra đây, ra đây. Trời ơi, ông để cho xảy ra chuyện như vậy đó hả? Bước ra đây, bước ra đây, bước ra đây. Anh Năm, giỡn chơi thôi mà. Năm ơi, trời ơi, cái gì đâu Năm giỡn chơi. Ông làm như vậy đó hả? Sao? Ông giỡn chơi cái mửng đó hả? Ông giỡn chơi cái mửng đó. Năm, Năm, dép đầu nè. Cho ông ăn dép đầu. Quang, đừng dối giết Quang một trang hào kiếp. Nghe lời em đình thô. Mạng anh hùng còn đâu nữa, một thời ngang dọc quyết dây dùng cho rõ mặt núi sông. Nhớ năm xưa ta thề câu chỉ ngã em nâng, dẫu tử sanh quyết vẹn nghĩa kim bằng. Mà hôm nay u hẹn đôi phen giữa giấc đường đành chia tay vĩnh viễn. Hay công nhận vợ tôi hát hay hơn vợ anh đó Năm. Ai trời ơi, dạ hay hay hay. Xin lỗi Năm, cho nhà tôi tan quan ăn Tết này hả? Nhà tôi không bất ổn hả? Hả Năm, anh Năm bình tĩnh anh Năm. Sớm láng giềng anh Năm ơi, môi hở răng lạnh. Cơ môi hở răng lạnh mà cái răng á cắn cái môi hoài à. Trời ơi, thôi Tết nhất mấy ông cái vợ bị vậy hoài. Vui chứ mà sao anh kỳ quá. Thiệt là khổ ghê đây. Ý, hình như là ông trưởng ban. Trưởng ban, trưởng ban. Trưởng ban xin chào ông trưởng ban đàn ca tài tử. Dạ. Nhà làm gì mà vui dữ vậy? Vui hả? À, vui. Dạ. Ngay giờ mong mặc đồ, tưởng ca bồi tét xác á. Mặc bộ đồ ra đồng đứng, chim không dám lỡ ăn lúa, tin không? Chuyện của tôi, nghe. Anh Năm. Nói chung là bận cái bộ đồ, cái áo này là tôi thấy rõ giới tính nó lộ ra. Đợi kiếp tới ông trưởng ban cũng cứ chịu nữa. Rồi. Em nói chơi cho vui. Trời. Quá. Dạ. Xong chưa? Dạ xong rồi. Bây giờ tôi mới nói nè. Dạ, dạ mời ông lại ngồi. Ngồi đàng hoàng. Dạ. Cái nón của ông Kim Tiến dữ vậy ha. Bà là có duyên lắm đó nha. Đây nè. Dạ. Tôi đi từ xa tôi đã nghe rồi. Nghe gì? Hai ông cộng lại 100+ tuổi. Hàng xóm với nhau mà lúc nào cũng gây lộn hết trơn, không biết làm gương cho con cháu sau này. Hàng xóm là phải biết thương yêu nhau. Không có, vẫn chơi thôi mà. Vẫn chơi mà sao anh vợ vậy chơi đó. Cái gì? Hả? Tôi nghe rõ ràng. Dạ. Gây lộn nghe. Đâu có gây lộn đâu. Hàng xóm phải nhớ, ông bà xưa ta có dạy: cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ tâm đường con hư. Ủa sao nó không có dính líu gì vô cái chuyện của hàng xóm? Bộ tụi tôi là con ông hay ông lại ông dạy câu đó không? Tôi lộn. Hàng xóm là phải nói như vậy. Sao vậy? Nói sao? Tay bưng dĩa muối chấm gừng. Hả? Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau. Bậy bậy, cái đó là vợ chồng ông rồi. Cái đó còn xa. Vậy ai vợ ai chồng? Cái đó là ông đi xa quá. Tôi giỡn thôi. Đây mới là chính. Sao? Bà con xa không bằng láng giềng gần. Đúng xác. Vậy câu này đúng. Câu này hay nè đó. Nói rộng áp mình thôi. Còn nói rộng rãi hơn, có nghĩa là bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi. À, nữa. Một vàng. Trưởng ban gì mà nói trật ruột vậy ông nội? À, trưởng ban này mà. Nếu mà không nói trật ruột, lấy gì coi? À. Cười cái con khỉ. Bây giờ vậy. Dạ. Ngày mai. À. Sao? 2 giờ qua nhà tôi. Mùng một Tết. À. Làm gì? Mình tham gia cái giải được đờn ca tài tử của ấp. Rồi, tôi biết. Rồi sau đó tôi sẽ vận động bà con. Sao? Nguyên góp tiền để mà xây cái cầu bê tông ở kênh số 3 cho con cháu nó đi học khỏi phải lội sông. Đúng rồi, đúng rồi. Làm cái đó đúng đó. Làm nó hay nè. Tôi nói cái kênh số 3 là cầu khỉ. Bây giờ có cầu bê tông là ngon lành. Mấy đứa nhỏ đi học mấy năm trước nước lũ cuốn. Trời ơi, có nhiều phụ huynh tụi nó bỏ con vô bịch ni lông. Trời ơi, thấy tội. Giá cái bịch ni lông lội qua sông, tôi thấy tôi ứa nước mắt luôn không? Đứt ruột, đứt gan vậy đó không? Ủa Năm, cái này sao anh biết hay vậy? Tôi báo luôn hả? Tôi coi trên mạng YouTube đó ông nội, hỏi hoài. Ông Sáu nổ này không có tin tưởng hàng xóm của mình. Anh là Năm thời sự, đưa tin là phải chính xác. Tin nó có thiệt không? Rồi nữa. Ông hỏi vậy là tôi nói dốc không nội? Cái phụ huynh gì mà cổng con đi qua bỏ bao ni lông nó còn sống không? Nếu mà có chuyện gì thì ông có ăn cháo khuya rồi đó. Trời, trời ơi, thôi đi, thôi. Thôi đi. Bây giờ vậy. Bây giờ đóng góp bao nhiêu đây? Ví dụ đóng góp xây cầu hả? À. Tôi nói thiệt đây, việc nghĩa mà tôi đóng 2 triệu đó. Rồi, tốt. Tôi đóng 2,1 triệu. À. Tôi đóng 2,5 triệu. 2,7 triệu. Tôi đóng 3 triệu. Chị Năm chị... 3,5 triệu.
Tôi đóng 4 triệu 1 sen. Ở đây. Chạy đua võ trang hả? Ông kích, ông phóng, ông kích, ông phóng hả? Điều nào mới sao? Ông à, làm gì ông có 4 triệu mà ông đóng? Đi mượn về đóng bỏ cho bỏ ghét. Nữa. Mới thôi. Ông nói đó chơi cho vui. Tết nói chơi cho vui. Sớm mà cứ giỡn hoài. Đây, bây giờ tôi phải về trước ông bà. Tôi không có thời gian nói chuyện nhiều. Ok. Bây giờ trước khi đi tôi xin chúc Tết các người trước. Tôi chúc anh. Chúc cái gì? Sang năm. Đây nè, mình xây cầu. Mình xây cầu. Mình xây cầu là bên mình phân nửa là mình đóng góp. Đúng rồi. Nhắc tôi mới nhớ. Phân nửa là bà con đóng góp. Dạ. Phân nửa là công ty tài trợ người ta đóng góp. Ai tài trợ vậy ông trưởng ban? Công ty nhựa Chợ Lớn. Tất cả vì trẻ em thân yêu. Người ta làm ăn như vậy, người ta lớn, người ta đóng góp vậy, người ta còn không nói gì. Tự nhiên mấy ông có mấy triệu một bạc cũng kiếm chuyện lên. Thôi tụi tôi giỡn mà. Thôi năm mới chúc ông trưởng ban đơn ca tài tử mạnh giỏi, sang năm mà áo chim cò. Tôi chúc ông sang năm đưa tin tức cập nhật chính xác. Cảm ơn. Và cũng chúc sáu nổ sang năm bớt nổ giùm. Và xin chúc tất cả bà con cô bác ở đây một năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài, an khang thịnh vượng. Nhà cửa là xong xuôi rồi ha, xong xuôi tươm tất, ít nhất phải như vậy chứ. Mình là năm đại gia mà, thấy không? Đây rồi. Alo. À ha, bảy hốt ghê đó hả? Năm hot boy đây. À, gọi cho bảy là mời đám cưới thằng con trai. Ừ, trời ơi, 30 tuổi rồi mới lấy vợ được. Mừng quá. Tháng tới nha. Ừ. Thôi, chỗ tôi với bảy thân thiết quá nhà. Coi như người trong nhà mà quà cáp làm chi. Khỏi chuẩn bị gì hết. Cho cháu nó 5-7 ngàn đô được rồi. Ừ, vậy ha. Rồi thôi bye nha. Xong xuôi. Ai à, nghĩ là cũng thấy đỡ lo. Có thằng con năm nay là 30 tuổi rồi ha. Vậy á mà chưa có vợ, rốt cuộc là cũng kiếm được con nhỏ cho nó. Ai, nghĩ tới nó mà nghĩ là cái thân mình thấy buồn. Mình đâu phải là xấu xí gì, tôi cũng đẹp trai gì chứ bộ, thấy không? Phong độ nè, có duyên nè. Oh yeah. Tươi xanh nè, phải không? Vậy mà không ai, từ hồi bả mất đi là không ai thèm ngó tới. Giỡn chơi vậy thôi. Chứ có người yêu tôi nữa nha. Vừa đẹp vừa nổi tiếng nữa đó. Biết ai không? Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Yêu thầm. Lo cho tôi lắm. Trời ơi nè, mới tuần trước nè, thấy tôi còn mệt, thấy không? Nó là mua một đống đồ ăn đem tới cho tôi. Trời ơi, mấy người đồng nghiệp, mấy người bạn nói trời ơi, sao Duyên thương ông quá vậy? Đâu có biết rằng là sau khi tôi ăn hết đống đồ ăn đó, sao Kỳ Duyên tới, anh ơi, cho em xin 500 tiền đồ ăn đi. Bây giờ khó hiểu lắm, lòng dạ đàn bà. Đáng lẽ là tôi đáp lại tình yêu rồi đó. Nhưng ngặt cái là tôi ghét. Đi theo một Trấn Thành. Thấy nó trẻ theo, nó ghét. Quê quá, không có chấp nhận luôn. Bây giờ tôi đừng bây giờ mà nhắc Kỳ Duyên với Trấn Thành trước mặt tôi nha. Đấy, buồn là phải hát. Hát những bài hát mình tự sáng tác, tự chế luôn. Thầy coi. Hãy đến bên ta đêm nay càn chén chiều nồng, tin nú cho say để lòng ta quên lãng đi
ơi dấu yêu người giờ đây đã bỏ ta đi, để cho ta buồn ta uống mãi thôi. Thôi, thôi, thôi. Thôi hãy nâng lên với ta một chén rượu nào. Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say. Trong trái tim này giờ đây đang rất yêu em. Chờ nghĩ ta say ta không biết gì. Kỳ duyên của ta ơi, tao cứ đi mãi với thằng Trấn Thành. Nó nghe nói nó hôi lắm lại còn nói nhiều. Giờ còn bị thêm tiểu đường. Kỳ duyên của ta ơi, sao nói đối xử với anh kỳ quá vậy. Nghe nói Trấn Thành không phải đàn ông mà ở kế bên em không làm được mẹ gì. Ghét cái khác gì được không? Chạy đi em Nam ơi. Cái gì vậy? Chạy đi em Nam ơi, chạy đi, chạy đi. Cái gì chạy? Ai vậy? Chạy đi đừng có hùa nữa, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, lại lại đi. Thôi thôi, mệt quá, mệt quá. Bỏ cái đường đó cho anh nhanh. Cầm cái đường chứ được mày. Chạy lại đi. Chạy bên kia đi, chạy bên kia đi. Thôi dậy đi. Bây giờ có chết nó không chạy nữa. Mệt rồi chết rồi. Có tự nhiên nhà cứ chạy tới chạy lui vậy ông nội. Nguy hiểm hả? Có chuyện xảy ra rồi. Nguy hiểm chuyện gì? Nguy hiểm. Nguy hiểm chuyện gì? Ông tét cái đờn chứ ông đờn. Ông đờn miết đó ông nội. Nói chuyện với cái đờn 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 miết. Ông Mười à, cái chuyện gì vậy? Chuyện xảy ra rồi. Chuyện gì? Nguy hiểm. Cái gì? Câu chuyện này ảnh hưởng tới toàn nhân lụa, không phải mình tôi. Toàn nhân lụa ảnh hưởng, không phải mình tôi, không phải mình ông. Câu chuyện này ảnh hưởng phụ nữ có, con nít có, người già có, đàn ông có, đàn bà có, khúc giữa có. Khúc giữa gì? Thiệt. Khúc giữa là sao? Bê đê. Có. Thôi anh bình tĩnh đi, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây uống miếng nước là nói. Không có ngồi được, này. Không có ngồi được. Câu chuyện này nè. Hả? Đây là một câu chuyện vĩ mô. Câu chuyện vĩ mô không phải là câu chuyện tầm thường. Hắn ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. Đây là một trong những câu chuyện mà ảnh hưởng tới người vợ có, người già có, phụ nữ mang thai có, con nít có, đàn ông có, đàn bò có. Khúc kia biết rồi. Ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. Đây là một trong những câu chuyện đó là ảnh hưởng về thiên văn hóa, vật lý hóa, trị liệu, giáo dục công dân. Anh nói gì tôi không hiểu gì chứ anh Mười. Không thể nào chấp nhận được. Không thể nào chấp nhận được một cái chuyện mà đang ảnh hưởng tới lùa người trên toàn nhân lụa. Một câu chuyện đau đớn sắp xảy ra mà có một người đứng đây vẫn nở nụ cười trên môi. Không chấp nhận được. Tôi cười hồi nào? Tôi xin nhấn mạnh là một lần nữa. Ừ. Đây là một trong những câu chuyện ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. À. Thế nguy hiểm. Thế giới sắp đi vào ngõ cụt. Tất cả chỉ còn là tro bụi. Tất cả chỉ còn là tro bụi. Cái gì vậy? Tôi xin nhắc lại một lần, đây là một câu chuyện ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. À. Phụ nữ có, đàn ông có, người già có, con nít có, khúc người giữa, lớn có. Khúc giữa có. Khúc giữa kệ cho anh đi. Cái gì vậy? Tôi xin nhắn mạnh, tôi không thể nào chấp nhận một người mà câu chuyện đau đớn sắp xảy ra cho người ta mà đứng đây vẫn nở nụ cười trên mông. Tôi cười thế nào? Cái miệng không cười mà cái bụng không cười. Tôi trời ơi, tôi khổ quá rồi. Anh nói, anh làm ơn anh nói từ từ lại, anh bình tĩnh, anh nói tôi nghe của anh Mười. Mười khó. Mẹ chả chả mát như cái đinh cách cho cái quần. Ơi khổ quá, con có bị gì không? Không ra đâu, có bảo hiểm đâu. Vậy hả? Bảo hiểm không? Rồi rồi rồi, nói tiếp tôi nghe chuyện gì. Đây là một trong những câu chuyện nó ảnh hưởng về thiên văn hóa, vật lý hóa, trị liệu, giáo dục công dân. Tôi yêu cầu anh phải tập trung tư tưởng để bàn về vấn đề này. Đây là một ngõ cụt, thế giới sắp điêu toàn, lùa người trên bờ diệt vong. Cái gì ghê vậy ông nội? Chuyện này chuyện lớn xả ra, không thể nào chấp nhận những con người mà thờ ơ với nỗi đau của nhân lụa. Tôi không bao giờ chấp nhận. Chấp nhận gì? Thờ ơ với nỗi đau của nhân lụa. Là sao? Đây là một câu chuyện đào. À, ý nói là câu chuyện này nó ảnh hưởng tới thiên văn hạt.
chữ cho ông bạn Khoa Tiến nghe. Ai biết là sao ông nói sao tôi không lại cho tôi. Chữ cho ông Khoa Tiến nghe. Sao cái chuyện nó sao? Đây là một câu chuyện ảnh hưởng về thiên văn hóa, vật lý hóa, trị liệu, giáo dục công dân. Rồi, công nhân giáo dục. Giáo dục công dân. Công nhân giáo dục. À, giáo dục công dân. Vẫn mặt hả? Tôi đã nói đây là một chuyện đau đớn sắp xảy ra trên toàn nhân lụa. Rồi, nhân lụa, ừ. Đó, rất nguy hiểm, không thể nào mà cứ ngồi đây mà thẳng thờ như thế được. Tôi hiểu rồi, nhưng mà chuyện gì phải nói tôi mới biết chứ. Bộ tới. Hả? Bộ tới. Bộ là chém đó hả? Cái gì vậy? Tôi không biết tôi mới hỏi chứ bộ. Tôi nói là sắp có bộ tới. Ở bộ cái gì? Tức điên thiệt chứ. Hả? Người Việt Nam mà phải phiên dịch hả? Ủa tôi không nghe, tôi không hiểu, tôi mới hỏi ông mà. Tôi nói là có một cơn bộ sắp ập đến. À bão hả? À đã vậy nói vậy. Thì phải nói là cơn bão. Ông người miền Đông, tôi người miền Trung, mình bộ bão bão chứ. Bờ a ba ao bao ngã bão. Đánh dần lên coi. Bờ a ba ao bao ngã bộ. Ủa vậy đi. Bác cười quá. Mỗi người ở một cái khu vực. Cái đang bác được. Thôi được rồi, rồi bảo tới sao mà sao anh biết được? Sao anh biết được bảo tới? Hả? Cái gì vậy? Hả? Nỗi đau của dân lụa mà cái hổ biết. Sao vậy? Chuyện gì mà anh méo máu vậy? 1500 hở lý nữa. Bộ sẽ ập vô đất liền. Trời ơi. Nỗi đau của nhân lụa nó sắp đánh rồi. Mà có những con người thờ ơ vẫn nở được cười trên mông. Cười con khỉ. Ông đẩy cái miệng tôi lên hoài cười cười gì? Đây có cười đâu. Bộ đánh rồi. Tôi tự giáo cho Diệt Vong. Ông coi này thấy bảo tới phải không? Bộ tới đâu? Lùa người trên bờ Diệt Vong. Đây là một hiện tượng về thiên văn hóa, vật lý hóa, trị liệu, giáo dục công dân. Không thể nào chấp nhận những con người mà. Im đi. Bộ tới đâu? Tôi chết rồi. Trời ơi. Đó thấy chưa? Tôi không thấy mẹ gì hết. Tôi thua vậy. Làm không thấy. Tôi đâu có thấy gì đâu. Tôi đẹp quá. 1500 hở lý nữa. Bộ sẽ ập vào đất liền. Đây mới đập bố hồi sáng thấy. Cái lý do chứ. Tôi đập ông đó nha. Tào lao. Thấy là bao ghét vô sao thấy được. Chưa nghĩ rằng 1500 hải lý mà mát ông nội ông hay là thấy được. Ông lộn như thiên lý nhỏ. Khỉ. Nói đại được tờ báo thì bắt cho tôi muốn lồi con mắt. À, trời đất ơi, người ta nói bão sắp tới thôi mà ông làm gì dữ vậy ông Mười. Đó, thấy chưa. Cua thường thiên nhiên. Sao? Cua thường thiên nhiên. Nè. Sắp tới đám cưới con trai ông đúng không? À. Ông có nhớ cái đám cưới năm ngúa của con bà bả không? Nhớ. Bà bả da che đó. Biết. Tôi nói là bộ tới không ai tin tôi hết. Phớt lờ cái lời nuốt của tôi. Đúng ngay cả ngày cô gia chú rể làm lễ lấy các bánh kem chu cho ca sĩ đang đứng hát. Bộ tới cái ồ ca sĩ ba bắt tiêu mà vẫn còn tiếng hát. Ủa sao vậy? Xa đi điều tra mới biết ca sĩ hát nhé. Thế không? Ủa quá bởi vậy. Còn bây giờ sao bảo tới thì làm sao? Sao không biết chắc được? Đây. Cái gì? Cầm giùm tôi coi. Cái gì vậy? Ê. Cầm thử nó, tôi cầm tới đây. Đây đây đây. Ông tàu lao. Đây hãy tưởng tượng nè. Hãy tưởng tượng. À. Cái bàn tay tôi là bản đồ của thế giới. Ờ hiểu. Tên tiếng Anh là The Map of the World. À. Đó. Tên, đây, anh nhìn đây. Hãy nhìn kỹ vào đây. À. Khu vực trung tâm. Cái gì vậy? Ông làm gì nữa? Tôi dính bụi tôi phủi tôi mới thấy. Bụi cái con mát ông, cái mục rùi màu đen ông ơi. Ai biết. À xin lỗi. Chờ giáo. Mấy em muốn riêu hả? Sao? Cái mùi mắm tôm. Hãy nhìn đây nè, hãy nhìn đây. À. Đây là bản đồ thế giới, đây cái chấm đen này là Los Angeles. Hả? Cái chấm đen là Los Angeles. Los Angeles. Thì đó, đúng rồi, Los Angeles. Nói lại. Los Angeles. Los Angeles. Ông muốn nói gì kệ mẹ ông đi. Đó, đó. Hãy tưởng tượng này. Cái chấm đen là Los Angeles. Rồi. Sau cái chấm đen này là Argentina. Orang Cauti. Đó, Argentina.
ô ren cao tay ô ren tay đó không muốn nói gì hết rồi. Trong cái chấm ô ren tay là nó có một cái chỗ là qua cảng gà nơi chúng ta đang ở. Tôi ở đây mấy chục năm chưa tôi nghe cái location nào mà ba cảng gà trên ba cảng gà cái gì ba cảng gà làm gì có ba cảng gà má ra không có ở trên bản đồ thế giới có mà đang ông không biết. À tôi biết rồi, bé chân gà mà người ta hay đọc là bé chân gà đó. Chân chứ phải cảng hả? Ờ thì chân cảng cũng là một thôi. À, thôi muốn nói gì nói đi. Hãy tưởng tượng đây là cái chỗ ba cảng gà. Ừ đó sẽ có một cơn bộ nó từ tiếng cực bắc của trái đất. À. Nó sẽ hình thành lớn mạnh, sau khi nó hình thành lớn mạnh thành cơn bộ trước đó hay gọi là ốp thấp nhiệt đới. À. Từ ốp thấp nhiệt đới nó gặp các luồng đối lưu, sau đó nó di chuyển, nó chạy dầm xuống đây. À. Ai ở chỗ Los Angeles. À. Nó sẽ di chuyển vô đây, à. Chỗ này gọi là Argenti. Đó, rồi xong. À, muốn nói gì nói kệ em đi. Nhưng mà ông có hình dung được không? Tôi hình dung được rồi. Nè, cơn bộ ở đây ở tên cực bắc của trái đất. À. Từ khi ốp thấp nhiệt đới rồi nó hình thành các dòng đối lưu, hắn gặp các cơn bão khác cũng tạo thành một cơn bão từ cấp 1 lên tới đại học đó, rồi nó di chuyển. Bảo gì cấp 1 mình lên đại học ông nội? Thì cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì mình học xong phổ thông, cấp 3 là mình lên đại học thôi đó. Tập trung đây rồi tôi rối não rồi đó. Khi cơn bão đi ở đây, hắn tập trung ở đây thì cũng lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 là lên đại học. Ừ. Rồi nó hình thành một cơn bão khác ập vô. Rồi nó sẽ di chuyển xuống đây là cái chỗ Los Angeles. À. Nó sẽ di chuyển xuống đây. Hiểu không? Hiểu. Có hình dung được không? Rồi hình dung. Tôi khó hiểu quá. Nó chứ là cái bàn tay nhỏ tôi không biết. Tránh ra. Yếu địa lý. Đây. Hãy nhìn đây. Đây là quả địa cầu nơi chúng ta đang đứng. Làm gì vậy? iPhone. Khám to không ra. À. Đó, đây là gì? Gì? Đây là gì? Nước biển. Ông tồ lô á. Màu xanh không phải nước biển, không lẽ xanh dứa hả? Tôi hỏi là đây là cái khu vực nào nè. À, Thái Bình Dương. Đó, mình nghiên cứu bên đại Tây Dương nè. Đây, đây, hãy tưởng tượng một cơn bão lớn. À. Nó từ ốp thấp nhiệt đới hình thành đến đây. À. Rồi nó lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 là bão rất mạnh. Rồi nó vượt qua cấp 3. Lãng lên đại học rồi. Nó chạy qua đây, nó dòm này, nó dòm xuống đường xích đồ, hiểu không? Xích đạo đúng rồi, chỗ bán xích đu đó. Cái gì kỳ vậy? Thì kỳ mẹ thì không bán, tôi có bán đâu mà hủa mía. Tập trung cân bộ xích đây, rồi. Nó nói chuyện tới mày chứ. Khi cân bộ nó hình thành từ đây, nó chạy ngang đường xích đồ, rồi nó chạy xuống đây, nó dòm các dòng đối lưu, rồi nó tạo thành cái bộ lớn, nó ùa vào đây, nó ập vào đất liền, nó sẽ khiến chúng ta tan vỡ về tất cả những mộng ước về tương lai, nó nhấn chìm lùa người trong nhấn lùa, nó nhấn chìm tất cả thế giới, nó chìm đám, chỉ còn là tro bụi là đóng tro toàn. Rồi khi... Nhỏ quá, tôi không có hình dung được nó cái sự tác hại thế nào. Yếu địa lý. Đây. Cái gì vậy? Đấy. Nãy đâu rồi? Cái cục kia cán dẹp là thành miếng này nè. Gì nữa? iPad. Đây, hãy nhìn đây. Hãy nhìn đây. À. Có một cơn bão ở trên cực bắc trái đất. Hắn từ là một ốp thấp nhiệt đới, hắn gặp các dòng đảo lưu nó hình thành, nó mạnh dần từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi tới đại học đúng không? Không, hắn lên tới cô học rồi. Hắn mạnh quá lên tới cô học luôn. Rồi sao hắn dòng xuống đây, hắn sẽ đi ngang đường xích độ. À, chỗ bán xích đu gì? Không, bây giờ nó chỉ còn bán xúc xích Đức rồi. Hắn chạy... bán xúc xích Đức. Hắn bán cho tôi đâu có bán đâu mà hủa hò hà vậy. Rồi nó chạy xuống đây nè, hắn sẽ vào đây, hắn tội thằng bộ lớn. Ngay cái ngày đám cưới con của ông là tháng sau, hắn sẽ ùa vào đây cúng trâu tất cả. Đó, cho nên bây giờ là đừng có đám cưới ngày đó, phải dời lên tháng này đám cưới luôn. À, tôi hiểu rồi. Hồi nãy giờ là ông, bữa nay ông tới đây là mục đích là ông nói là bảo tới. Tôi phải làm đám cưới sớm hơn đúng không? Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Vậy thì vô đây nói đại một câu ngắn gọn đi. Ha? Là bảo tới làm đám cưới sớm. Hai câu ngắn gọn. Làm gì bắt tôi chạy tới chạy lui rồi. Đây là thiên văn họt. Rảnh quá. Vô nú ha cao rồi lái chi cua. Gì? Nú ha cao rồi lái chi người ta cua. Câu gì? 500 đô một vé chứ ít hả? 500 đô một vé chứ đâu có ít. À. Tồ lô. Không hiểu gì về con người. Lần đầu tiên xuất hiện cho núi già già chút chứ.
cha này cái rảnh ghê. Mệt quá. Tôi hiểu rồi. Để tôi gọi chị xui tôi một cái. Gọi cho bỏ thằng bó đi. À. Alo. Ừ. À, 6 hot dog hả? Trời. Ừ, 5 hot hot boy nè. Bây giờ cái tình hình vậy nha. Anh Mười khó anh mới báo tôi biết là bộ tới. Bảo tới ra tháng tới. Thành ra mình phải làm quỷ cưới. Hả? Quỷ cưới. Ờ quỷ cưới nha. Cái gì vậy? À, giờ cưới. Giờ đám cưới. Trời ơi cái ông này cũng nói tôi bị liệu. Giờ đám cưới sớm nha chị. Ừ. Dạ. Ủa chị biết rồi hả? À, bà biết rồi. Đâu, bà nhiều chuyện ghê hả? À xin lỗi không có chị. À, vậy đó gì ha? Cái gì mình gặp nói chuyện sao? Dạ, dạ chào chị. Đâu được chưa? Rồi, xong rồi. Châu cho. Hay nhá. Không có tôi bố là không nhận ngại. Bởi vậy nhờ anh quá, cảm ơn đứng anh nha. Đứng không là cô Giao biến mất luôn á. Bộ tới vô cái thảo cái rầm cô Giao ba mất tiêu. Bởi vậy. Hay. Rồi, ủa con ông lấy đứa mồm? Hả? Thằng con trai ông lấy đứa mồm? Ôi thì nó lấy con bà ba đó mà. Con Hương đó. Hương mồm? Việt Hương. Thảm họa. Gì thảm họa không? Sao thảm họa? Hết đứa lái hả? Thằng con trai ông hết đứa lái hả? Lái ngang cái câu mà đi má ba là chỉ gửi hành lý chứ không có xách ta được. Ủa sao vậy? Bị xách ta là ông xách ta vô trong má ba sang là ông phải mở cái náp ở trên đầu ông nhét hành lý vô. Mà con đứa hắn làm như đứng tới cái náp mà mở. Hiểu không? Hiểu vấn đề. Chuyện gì mà cũng nghĩ ra là không mừng. Chuyện có thiệt chứ nghĩ cái gì? Mới tuần trước nè, tôi đi má ba chung với hắn nhưng bàn kiều nè. Sao? Hai đứa hắn đi chung má ba. Còn sao? Thằng tôi xuống máy bay một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ sau mới thấy hai đứa hắn xuống. Sao kỳ vậy? Tôi đâu có biết. Tôi đâu có biết. Sao tôi điều tra tôi biết. Thường thường hắn lấy máy bay là hắn kéo cái vali này. Hắn đi vậy nè. Hắn đi sao hắn lấy á. Thì hắn đâu có vợ tới. Hắn mới nhờ mấy con tiếp viên hàng không á. Cầm nhát lên. Ờ đúng rồi. Lúc xuống thì đông khách quá. Hắn đông khách quá thì mấy con tiếp viên bận giúp người khác. Thì hắn với bàn kiều đâu có lấy tới. Đứng nhìn thôi. Đó. Đứng nhìn một tiếng đồng hồ á. Hắn nhìn một tiếng đồng hồ. Rồi sang đó hắn mới nghĩ ra cách. Mà hắn thông minh hay đến thông minh lắm. Cuối cùng hắn cũng xuống được hắn thông minh. Ủa sao hay vậy? Tiền bàn kiều cản Việt Hương lên rồi tới lái thôi. Để, thông minh. Thôi thôi kệ em ơi. Nó thấp thấp vậy mà miễn là con trai tôi nó yêu được rồi. Thì đó thông minh chứ. Mà đám cưới là tôi phải làm hoành tráng. Đám cưới làm quần đó hả? Tôi phải làm đúng tổ rồi, chức, có đứa tôi con là đại gia mà. Đại gia mà. Có làm nhỏ được. Tiền bọt bao nhiêu đâu? Đây nè, tôi tính như nè. 7 giờ mời quan khách. 8 giờ bắt đầu chương trình văn nghệ liền. Mà tôi sẽ mời toàn nghệ sĩ nổi tiếng. Không, quan trọng là ông đỡ phải nhiều bàn mới hoành tráng. À, tôi tính đãi 500 bàn. Chù cho. 500 bàn. 500 bàn, một bàn 10 người tính ra là 5 ngàn khách. Thế sao? Tôi giàu mà. 5 ngàn khách tiền phung điếu nhiều lắm đó. Ờ, phung điếu. Cái gì vậy? À, quay. Quay, cái tiền gì đó? Tiền mừng cưới á, nhiều lắm nghe. Ôi, tiền tầm bảy tầm bả không? Xui xẻo. Một người tính đi, trăm đô thôi. Ừ. Không sao, tối tôi ai không đi quà cũng được. Ừ. Tôi giàu mà, thấy không? Không quan tâm. Yeah. Quan trọng là tôi làm cho nó hoành tráng. Hoành tráng hả? Tôi sẽ mời những người sĩ nổi tiếng. Mời người chị nói hai đó hả? Tôi sẽ mời Hoài Linh. Ông Hoài Linh ông bận lắm, làm như có thời gian mà đi diễn đám cưới cho ông. Tồi lô. Nếu ông bận thì tôi mời người khác. Mời đứa mồm. Chí Tài. Ú hết mời thằng mập thù lù. Thằng cái nhịn mạc là không ưa rồi. Mạc nó sáo còn dê nữa. Ông nói về rồi nào ông nội. Chứ chi nữa. Chung cho ra đường là cháu không. Ra đường là cháu không. Mấy đứa nhỏ nhỏ mà cỡ 17, 18 tuổi. Con, cháu không à. Mà hôm nay bệnh húp cháu không? Bệnh húp cháu. Thương lắm, thấy thương. Ông phụ rửa xấu ông đó nha. Ông không? Ông Chí Tài đó. Ông Chí Tài bộ ông nội ông hả? Nhưng mà ông quen tôi. Ông đừng nói xấu. Kệ cho ông đi, ông dính dáng trong cuộc tình này. Thôi được rồi, bỏ qua đi. Bây giờ không ấy thì tôi... Ông thích ông nói gì phải không? Cái chương trình phong phú. Cái nói nhiệt là phải mời những người mà người ta trẻ trung, người ta nói nhiệt. Rồi, biết rồi. Trấn Thành. Trấn Thành. Mời Trấn Thành đi. Không. Mời ai không mời Trấn Thành. Cái thằng thứ hai mà. Ông mời Trấn Thành sao mời Nguyễn Cô Kỳ Duyên nữa. Dẹp. Hai người đó không có trong đầu tôi. Nghe. Đừng nhắc tên hai người đó. Tại sao? Chuyện riêng của tôi không cần biết.
Biết chưa? Không mời Giang Thành làm MC hả? Không. Ờ mà thôi cũng đừng mời hắn. Sao vậy? Hắn nói nhiều lắm. Bữa đám cưới gần xóm tôi hắn làm MC đó. Sao? Hắn lay cô dâu chú rể rót 2 ly rượu chuẩn bị hốc uống vô bôi. Ừ. Là uống vô bôi mà hắn đứng nuối nửa tiếng đồng hồ mà hai người đó chưa uống được luôn. Hắn đứng hắn nuối nửa tiếng đồng hồ chào mời gì? Rồi sao nó nói rằng là xin mời thân mão và thụ thân gì đó của cô dâu và chú rể tiến lên sân khấu để cùng làm lễ. Sao ông hai ông bà già bước lên già rồi bả mái tuổi lên đứng đứng nè qua cô dâu đó già lên đứng đây đi chừng nào mới tới thì đó riêng ông đi từ dưới bàn lên sân khấu là 15 phút rồi bà kia bà đi xa bà vợ ông đi xa nữa đi lên trời đó. Ơi riêng bà đi là 15 phút nữa là 30 phút hai người bước lên tới sân khấu là 30 phút. Ừ. Tưởng là lên là nói chuyện xong cúng điện chu toàn Trấn Thành đứng núa 1 tiếng đồng hồ nữa hắn núa mà từ cái thật từ cái lúc mà hắn núa mà từ cái lúc mà ông đứng rì một tiếng hồ sau ông đứng rì vẫn còn núa hắn vẫn còn núa cuối cùng lần đầu tiên trong lịch sử đám cưới luôn sao ông bà già ngồi ghế để chuẩn bị nói chuyện cái đứng đâu có nổi chưa hay còn gì nữa sao hắn núa 1 tiếng đồng hồ xong ở dưới quýnh lầu trời ơi châu cho người ta nhạo xỉn người ta quýnh lậu mà ở đây đang đứng hát hát gì hát ông nội hát không biết đứng hát là em đã chơi hai lòm lỡ từ đào quay về đi em hơi tao quýnh lậu mắng kêu em đã chơi hai lòm lỡ từ đào quýnh nữa từ đào quýnh từ đào chứ quýnh luôn cô dao chú rể hả trời đất ơi mày không bao giờ tôi mời thằng đó người ta quýnh lậu mắng kêu em đã chơi hai lòm lỡ từ đào quýnh lại từ đào cho trồ má hả thằng tàu lô dễ sờ. Bây giờ còn cái vấn đề nữa mà tôi đang suy nghĩ. Vấn đề chi? Dâu phụ với rể phụ. Dâu phụ thì nhờ ai không được. Rể phụ sao? Rể phụ ai làm rể phụ cho thằng con không? Để tôi kêu thằng con ra tôi qua làm rể phụ cho. Thôi khỏi, tôi nhớ rồi. Thằng con tôi nó có thằng bạn thân lắm. Đúng không? Hoài Tâm. Đúng không? Hoài Tâm. Hoài Tâm hả? Hoài Tâm đó. Thảm họa. Cái gì thảm họa nữa? Thấy cái thằng làm rể phụ nhờ Hoài Tâm. Sao? Có vấn đề gì? Ông Hải ăn ở hả? Thì sao? Trời ơi! Hắn đi là cô dâu cũng dễ chưa vô phòng động, hắn động phòng trước rồi. Hắn mới về tới ngõ là cái mở để vào trong toilet. Hiểu không? Chứ có liên quan gì đâu, nó làm để phụ thôi mà. Thôi tùy. Nói chung là chắc nhân xét con ra cũng được lắm mới mời. Thấu kệ phù hợp chuyện gia đình họ, không quan tâm. Rồi, tôi quyết định vậy nè, ông đừng có ý kiến gì chân á. Bây giờ nè, quan trọng là cái bữa đó nó có chương trình văn nghệ đó. Tôi, ngoài những ca sĩ nổi tiếng đó, tôi muốn mấy cây nhà lá vườn mình hát. Đó. Cái gì? Dẹp đi ông nội. Ông là tàu lao lắm. Lên hát tầm bay tầm bạ không à. Xin lỗi nghe. Riêng về phần hát. Riêng về phần hát, bạn Kiều kêu tôi bằng ông nội. Nè, đừng có nổ tầm bay tầm bạ nha. Lấy cái đờn ở đây. Rồi. Lấy cái đờn ở đây. Không cần nuối nhiều, bớt nuối cho hắn xoan. Thể hiện khả năng là phải thể hiện, chứ khả năng không phải ở giọng nuối. Khả năng là phải thể hiện. Biết cái bà mà nổi tiếng nhất bàn Kiều mà thời hồi xưa mà lò bàn Kiều nổi tiếng đình đóm không? Bà gì? Trái tim anh lề. Ồ, bà đó hay, tôi thích lắm á. Bà đó là tôi hát đầu tiên chứ không phải bàn Kiều đâu. Rồi, hát thử tôi nghe coi. Đừng. Em lại đi. Em rồi vô em qua cái định hình tông đó. Em rồi ăn sao cho nổ rồi. Gì vậy? Bây giờ không hát được không? Đổi cái đờn khoát đi. Đờn tôi có một cây đổi cái gì? Đờn không phù hợp với chất giọng của tôi. Tào lao. Đờn phải phù hợp với chất giọng thế mới làm sáng cái giọng của ca sĩ lên. Hiểu không? Tại đây bằng Kiều nó hát cái giọng sáng lên là có những cái đờn phù hợp. Hiểu không? Không được nhiều chuyện không ơi. Nè, bắt tông nè. Em rồi vô nè vô nè răng kỳ ha bắt đầu một từ từ lạ đánh một nốt thôi cái nốt đầu tiên á
Em một nóc thì ngon lành ha, một cao rất quá trời. Em đã định hình thích. Em đã biết buồn à bên em. Đó anh đó có bay nhiều ngã yêu em. Không làm gì vậy? Để em thử yêu hát bao nhiêu ngã rồi. Hát phải biểu diễn chứ đàn hà đó. Là một cuộc hứng sáng tổ. Đó bây giờ vô lại khó nè. Em đó biết bù ngà bên em. Là anh đó có bay nhiều ngà bên em. Chị ta rồi để tính bỏ nhà bao nhiêu ngà rồi. Mắt. Nhưng em vắng thương ai không biết tình em. Vì yêu em nay tim đau rõ rời. Không làm cái gì vậy? Thể hiện cái gì? Thể hiện nội dung chính của bà hết. Là sao? Bà tên gì? Trái tim Minh Lệ. Đó, trái tim ngay lề luôn. Nằm luôn đi nha. Nằm luôn đi. Thằng bàn kiểu tại là không tỏa sáng bà này được. Tại vì thiếu cái vụ trái tim ngay lề đường. Nội dung bà hát không quan trọng, hiểu không? Thằng phải có cái gọi là cái chi hà. Cái gì? Răng kỳ ta, mỗi cái lúc nguy hiểm là không có ven để núa nè. Cái mà quan trọng chứ lừa cái chi hà. Cái gì? Ông không có chi kệ mẹ đi, mệt quá. Trời ơi, ông điên hay sao vậy? Tự nhiên tôi nói nghe, đám cưới tao đang vui vô hát cái tim Minh Lề, ông nằm xuống. Ông dậy đành đạch vậy thì xui xẻo quá. Bỏ đi, kiếm bài khác, vui, nhộn, sống động hát, mừng cũng cưới con trai tôi. Núi về âm nhạc, một bụng, vô. Thôi là bỏ đi hết, ta làm lạ từ đầu. Thôi là bỏ đi hết, ta chẳng nợ gì nhau. Ông không không nổi. Đám cưới người ta đi tiền tôi cứ bỏ hết hả? Tại tốt bao nhiêu tiền cứ bỏ đi hết. Trời ơi, cháu tạm ơi. Con người ai không có một lần xe cháu. Thôi, dẹp đi. Hát là phải hát bài có ý nghĩa, hiểu không? Đó, hát là bài vô có nội dung tình yêu của đám cưới, của dâu chú rể, thấy không? Đứng đó nghe hát nè. Tôi đứng ngồi kệ cho tôi chứ ép buộc hả? Rồi mày ngồi đi. Nghe. Ổn không? Hát được không? 700 người không? Nghe được. Thấy là mạch mạch đó nghe. Sao? Tôi thấy không được khỏe đó. Sao không biết? Mát giòn quá nè. Ăn uống có kỹ lưỡng không? Chứ để tới ngày đám cưới mà không có boa của chú rể kỳ lắm nghe không? Tập phong chích bà ông bây giờ nó khùng ăn. Không nói thiệt chứ. Tôi vẫn khỏe mạnh. Không nói thiệt á. Không có tốt chất khỏe nè. Đưa. Sao? Đưa ta kia. Sao? Đừng buồn. Mỗi người một số phận. Hiểu không? Thượng đế đã sắp đặt. Khi người khép cánh cửa này là thì người sẽ mở cánh cửa khác rộng hơn cho chúng ta. Và cánh cửa rộng ấy đã mở cho ông. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lại bước vào làm gì? Tôi làm gì mà kêu tôi vô địa ngục? Không khỏe đâu. Nè, nhìn không sáng. Có người mà nhìn về cái này cái gì hả? Mặt. Cái mặt sẽ ăn biết nó cho tụi lô không? Ý là cái gì hả? Cái gì? Hào quang đó hả? Hào quang đó. Không. Cái gì hả? Cái gì? Thôi, kệ mẹ đi. Bây giờ nè, nhìn.
lét coi. Hả? Lét bắn lại. Đó, không tốt đâu. Sao? Không tốt, về Việt Nam được. Ở nước nguồn không tốt. Sao không tốt? Về Việt Nam ra lê hàng phòng. Làm gì? Cái chỗ bắn chó đó. Có vô hả? Tôi không giỡn nhau nha. Lao lao giỡn như một đời nó vui tươi chứ đang làm ăn khó quá. Hát rồi. Hát đi. Mà đang mở đi. Mặc bộ đồ chi mà xanh lè chứ cũng cát đó. Tôi là... Cái gì cá phải xác định rõ ràng nghe. Sao? Thời trẻ mình được thì mình lòm, còn già đâu đừng lòm sức đâu nữa mà. Làm gì? Lộ bóng á. Tôi không giỡn nhau à. Bóng đâu bóng. Trời ơi, tôi không giỡn nhau mà. Bóng đâu bóng. Đâu biết rồi. Biết mà. Đó, trời ơi. Đó, trời ơi. Tóc ta đây trẻ gọn gàng ha. Ừ. Tóc thiệt hay tóc giả à? Im đi. Mấy người hỏi rồi đó. Ừ. Không, nhìn thiệt. Nhìn thấy thiệt. Chưa trao nó là giỏ tôi biết mà. Bữa đi qua sân ba, hành lý đãi qua hết. Bố liệt, ok. Bước qua. Ê. Đâu có gì đâu người đâu. Bố liệt bắt đầu mới lấy cái cây sỏ vô. Sỏ vô nách rồi kẹp hết. Kẹp hết trong cái, đứng suy nghĩ hộp là 4-5 thằng bố liệt chạy lại. Anh được tin trộn. Oh, where? Anh được tin trộn. Mà công nhận nha, ở bên Mỹ người ta nói tiếng Anh tốt ghê ha. Tốt. Police nói tiếng Anh rầm, hắn kêu mấy thằng cái lẻ hộp. I don't know where. E. Bố ngàn hộp xong không tìm ra vấn đề, kê thêm một con chó chạy tới nữa. Qua hửi ổng. Hửi. Hửi xong chó. Không biết, con chó không biết luôn. Xong cái bắt đầu đãi về lại, bước qua cửa nữa, vừa bước qua kêu mạnh hơn. E. Bolic kêu một chuyên gia ra, kêu em ngồi xuống. Xong, cuối cùng phát hiện ra. Tạ đang kêu. Tóc giỏ có mấy cái kẹp bằng sát đó. Tóc giỏ, hắn có mấy cái kẹp bằng sát. Mà bằng sát mà qua cái cổng thì e. Con chó mà lát đào mà. Hồi dẹp đi không? Hát tiếp tục. Hát lại lại chứ cái quận tục quá rồi. Lại còn về cái quận tục rồi. Châu. Còn em ủa đang khóc cảm động quá, có thấy cảm động của mẹ gì đâu. Nợ không cảm động không à? Mát nợ cảm động chù cho chù. Em còn nợ em không về núi nhà. Cảm ơn, hát hôm nay lời luôn. Trời còn mưa em, anh còn nợ em. Đây đây. Hát mà không có hiểu được cái hoàn cảnh xuất hiện của cục chuyện này, cục chơi này. Sao? Đóng cưới mà hát anh còn nợ em, chưa cưới mà nợ thì mẹ tiền đâu mà trả. Nói bà hát đi. Nợ tình yêu mà ông này. Bà hát đi. Thôi giờ, tôi thấy ông á, tôi với ông á, hát nãy giờ là... không có vô chủ đề. Giờ hai anh em mình xong ca một bài tập rồi bữa đó hát cho con trai của tôi. Cái thế thì mình lại đi. Không bỏ. Sao bỏ? Bài có ý nghĩa đàng hoàng. Rồi liên đàn hay không? Nhạc vô đi. Nào vào thiên đàng ai ơi. Yeah, come on. Là đường vào nghiệp thơ lần lần. Lần 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 xe xe. Mùi cá tươi trôn sâu cành xác bước. Yeah. Để muôn đời mình còn được yêu nhé em. Yêu để mãi yêu thời gian. Yêu đến suốt đời kệ mẹ chuyện gì xảy ra. Hát tào lao không à?
Tôi đâu có biết bài hát này đâu. Vậy thôi đi. Vậy thôi nha, bữa đó đám cưới nhớ qua phụ tôi đó. Nhưng mà quan trọng là cái chuyện bổ tới là đã bố cho ông Chính đừng. Được rồi, được rồi. Chưa bố đúng không? Rồi chưa. Cái chuyện quan trọng mà không bố, vậy ảnh hưởng tới cái toàn nhân lụa mà không bố. Cái quan trọng của bản thân gia đình mình không? Cưới gì? Dẹp bãi đi. Cái gì vậy? Bố giờ người ta biết chứ. Cái chuyện quan trọng xảy ra toàn nhân lụa sắp sụp đổ mà. Ông biết gia đình ông không vậy? Sống thì sống vì nhân lụa, sống vì gia đình ông hả? Bố cho ta một tiếng. Alo, Chính đây gọi hả? Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi tới bố tin gấp. Ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. Đường xa xa sâu cái gì? Nó đang ở đâu? Australia hả? Thôi chơi cái kangaroo đi, về tôi bố xa. Nhiều khi làm phước vẫn cũng không hợp lý nữa. Cái vỏ đâu rồi? Cái vỏ đâu rồi? Cái gì? Cái vỏ ở đây đâu rồi? Cái vỏ ở đây nè ông nội. Làm gì hết hồn vậy? Tập bài hát cuối cùng đi. Thằng để đóng thùng đã, chưa có đóng thùng mà cứ hát đi. Ê, cái em con trai cho cái duy nhật được không? Chứ lại lên đứng hát cứ đi hát miễn kỳ lắm. Được rồi, mới nói cho. Mày hát bài gì? Hồi nãy cái ông mồm lấy cái sợi gì? Gì vậy? Ông mồm trang kia ông lấy cái dây chỉ ông khao lại luôn. Rồi lỡ như mày đa bụng rang trời. Nè, rõ ràng cái dây chỉ nè. Rồi. Kêu lấy cái map, tôi kêu lấy cái map gán vô đây. Ông nói ừ, để tôi làm có cách ha lắm. Ông cột sợi chỉ luôn. Hay là nãy không ai muốn riêu xong là giờ chả thấy mẹ rồi. Rồi, hát còn sao nghe. Rồi. Sao chơi nè. Dạ. Đường nô vô thiên đường ở ăn. Ơi. Là đôi khi nhịp ướt lăng lăng. Yeah. Rồi khi có tim yêu được giải thoát. Yeah. Cưới nhau về là mình tính chuyện trăm năm. Yo. Rồi khi có tim yêu được giải thoát. Có nhau rồi là mình tính chuyện chia ta. Phải. Quay. Rồi khi có tim yêu được giải thoát. Đúng rồi. Có nhau rồi là mình tính chuyện trăm năm.